Một khi xuyên qua nho đạo thế giới, dương mắt liền gặp hoàng khố nhị đại. Không phải chứ, thưa ngài, đây đã là thế giới võ thuật rồi, còn đi loại kịch bản này. Miệng phun thi từ, thi văn hóa tượng, một khi leo lên đại can văn báo. Tay cầm ngón tay vàng, vào mộng có thể hưởng thụ danh sư một chọi một phụ đạo. Đến lúc này, một đời quyển vương mới ra đời. Ban ngày. Học chăm chỉ. Buổi tối. Vào mộng tăng ca học tập. Chỉ cần học không chết, liền học đến chết. Kinh niên về sau, trước mặt mọi người thánh một lần nữa mở ra chúng thánh chi nghị. Nghe đồn tân thánh nhân có một quyển kỳ thư, có thể triệu hoán dị giới quần hùng. Trong sách của nàng, có thanh liên thi tiên Lý Thái Bạch. Một câu thác thân bạch nhận lý, sát nhân hồng trần trung, liền có thể tới vô ảnh, khứ vô tung, hóa thành tuyệt thế thích khách. Nghe đồn, trong sách của nàng, có thiên cổ nhất đế. Thủy Hoàng Đế. Một đạo vạn lý trường thành, một cái thái cổ tổ long, tòa lạc biên cảnh, ngăn cách yêu mang, bảo hộ vạn vạn nhân tộc. Khi nàng đi lên đài cao, bốn phương đều chăm chú nhìn nàng. Chúng sinh. Bỉ kỳ nương chi. Đây không phải là tiểu đồ đệ trong mộng của ta sao? Khi nào thì thánh? Quy tắc cũ, không CP tiểu thuyết máu chốt. Nữ chính tại vì thế làm nội quyển tự cứu thành đại lão không đạn cửa sổ, nữ chính tại vì thế làm nội quyển tự cứu thành đại lão TXT toàn tập đao loa, nữ chính tại vì thế làm nội quyển tự cứu thành đại lão chương mới nhất độc. Chương 1 Bỏ được một thân tróc thịt, dám đem tham tướng kéo xuống ngựa. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 1 Bỏ được một thân tróc thịt, dám đem tham tướng kéo xuống ngựa. Biên tái sóc bắt. Định viễn thành. Gió bắt gào thét mà qua, thuận thế mang theo vài mảnh bông tuyết. Ở một chỗ dinh thự trước, một thiếu nữ nhắm mắt hôn mê, sắc mặt trắng bệt, ngã trên mặt đất. Bàn quan quần chúng mênh mông một mảnh. Thỉnh thoảng, còn có tiếng nghị luận trầm thấp vang lên. Tống đại nhân ở bên ngoài sống chết chưa biết, chỉ sợ hắn vừa đi, độc nữ nhà mình lại bị làm nhục như vậy. Có người không đành lòng, cắn răng nói, cái này tham lĩnh chi tử, cũng quá kiêu ngạo một chút bên cạnh có một cái lão đại gia thở dài nếu không phải minh vương không ở bọn họ làm sao dám kiêu ngạo như thế phải biết rằng dựa theo đại càng luật pháp khi nhục quân hộ hậu duệ đây chính là lưu đầy vạn dặm tội ác ngay tại thời điểm người chung quanh kiên kỵ tham lĩnh chi tử nhỏ giọng nghị luận không ai nhìn thấy lông mi thiếu nữ áo xanh nằm trên mặt đất khẽ rung động đau đau quá tống lan y nghe bên tai nói dông dài kết hợp với ký ức trong đầu, trong nháy mắt, dường như có sấm sét nổ vang bên tai nàng. Nàng xuyên qua. Ngay tại kiếp trước nàng tiến hành khảo cổ công tác lúc, bởi vì trượt chân rơi vào hố, kết quả lại chớp mắt, nàng liền trọng sinh đến một vị thiếu nữ trên người. Đó là một tiên vũ cùng tồn tại thế giới, ở sóc Bắc biên tái, có một chi quân bình an, quân đội tồn tại mục đích chính là chống đỡ phương Bắc yêu man. Hiện giờ thân là một thành viên biên phòng quân phụ thân sinh tử chưa biết. Tống Lan Y là một cô gái mồ côi, chỉ có thể tùy ý cho con trai tham tướng này bóp tròn cha bẹp. Đáng hận nhất chính là, con trai tham tướng này đã hơn 20 tuổi, lại còn dõng dạc, muốn cưới Tống Lan Y còn là đậu khấu làm tiểu thiếp phòng thứ bảy. Tống Lan Y chậm rãi mở mắt, dưới ánh mắt kinh ngạc của người chung quanh, chống người đứng trước mặt con trai tham tướng. Chung Thụy, cũng chính là con trai tham tướng kia, lông mày chợt nhảy dựng, Tống Lan Y, nghĩ kỹ rồi đi theo ta ngươi chỉ là một cô gái mồ côi trong quân hộ ta để mắt tới ngươi đó là phúc khí của ngươi đó là pua tuyệt vời tống lan y nhịn không được sặc một câu phúc khí này cho ngươi ngươi có muốn hay không chung thụy thân là con trai tham tướng ngũ quan coi như không có trở ngại chỉ là trước mắt hắn quanh năm một mảnh màu xanh phù thủng vừa nhìn chính là mặt hàng miệt mài quá độ một chút cũng không có khí khái anh võ sau võ tướng hết lần này tới lần khác hắn cảm giác tốt đẹp quá đáng chung thủy thấy tống lan y không muốn sắc mặt trầm xuống hắn vung tay lên lạnh lùng nói trói nàng lại cho ta hôm nay cho dù là trói tiểu gia cũng phải trói nàng về chung phủ nụ cười trên mặt tống lan y không còn nữa nàng tiến lên một bước nếu ngươi dám làm như vậy ta sẽ đâm đầu vào phủ tham tướng chung thủy kinh hãi cậu dám bỏ được một thân tróc thịt, dám kéo tham tướng xuống ngựa. Ngươi nói, ta có dám hay không? Chung Thụy, ngươi đánh cuộc nổi không? Vừa dứt lời, trước cửa gió tuyết đột nhiên ngừng, dị biến nổi lên. Trong nháy mắt này, bên tai tất cả mọi người, đều vang lên một hồi thanh âm. Thanh âm này, đúng là Tống Lan Y trong miệng câu thơ kia, bỏ được một thân tróc thịt, dám đem tham tướng kéo xuống ngựa. Chỉ thấy giữa không trung truyền đến tiếng tuấn mã hí vang. Ở một bức hư ảnh bên trong, xuất hiện một con xích thỏ tuấn mã, lập tức có người, đầu đội tử kim quang, thương chọn tham tướng phủ. Chỉ nghe thấy một tiếng bản hiệu rơi xuống đất vỡ vụn, nằm tử giáp trụ trường thương lạnh lùng xoay người, quét ngang qua, mạc tướng ở đây. Tham tướng ở đâu? Hòa ảnh dần dần nhạt đi, bốn phía yên tĩnh không tiếng động. Sắc mặt chung thủy khó nhìn thấy cực hạn. Giây lát, mới có tiếng nghị luận nhỏ vụn vang lên ra huyện đây lại là thi từ ra huyện tống đại nhân thường nói thiên kim xưa nay dễ đọc thi thư không nghĩ tới lại là thật thi từ phân ra huyện đạt phủ minh châu trấn quốc truyền thiên hạ bây giờ nửa câu thơ thành biến ảo dị tượng đây là thi từ xuất huyện ai con gái tống gia này thật ra là đại tài chính là đáng tiếc chung thụy nghe tiếng nghị luận bên tai ánh mắt nhìn về phía Tống Lan Y càng trở nên lạnh lùng. Ánh mắt hắn vô cùng vui vẻ, khóe miệng nhếch lên, cười lạnh nói, ngươi cho rằng, chỉ dựa vào một câu thơ xuất huyện, liền có thể đánh lui ta sao? Ở sóc bắc này, không có thứ gì mà chung Thụy ta không lấy được. À, chung công tử khí phách thật lớn. Đều nói khắp thiên hạ chẳng lẽ là vương thổ, ta lại không biết, bắt cảnh này khi nào họ chung. Sợ là qua vài ngày nữa, vương triều đại càng này đều phải họ chung rồi. Chung Thụy nghe nói như thế, trái tim suýt nữa ngừng đập. Chỉ là trên mặt hắn vẫn duy trì bộ dáng cao cao tại thượng, lớn mật. Ngươi một mực bạch thân sao có thể vọng ngôn triều chính. Tống Lan Y nhìn hắn, cầm trắng nõn dương lên, bước mạnh về phía trước một bước. Ngày xưa, Mạnh Thánh có lời, dân quý quân khinh. Ta tuy là một kẻ bạch thân, thân như con kiến hôi nhưng mà chỉ cần ta là đại can con dân một ngày liền có thể đàm luận triều chính ngươi chung thủy có thể tạ tống lang y có thể này khắp thiên hạ vạn vạn dân chúng đều có thể còn nữa tống lang y hai mắt đỏ ngầu trong lời nói có vẻ điên cuồng và liều lĩnh ngươi có thể thử xem hôm nay nếu chung phủ muốn nạp thiếp tống lang y ta sẽ đâm chết thạch sư tử ở cửa nhà các ngươi ta ngược lại muốn xem này tham tướng phủ trên dưới có phải hay không chỉ có cửa thạch sư tử là sạch sẽ ngàn năm sau ta tống lang y có lẽ còn có thể liều một mỹ danh lưu truyền hậu thế thậm chí còn có thể lập một trinh tiết đền thờ vậy ngươi chung thụy đâu tống lang y cười lạnh một tiếng chỉ sợ chung phủ to như vậy về sau lại bị người nhắc tới lúc chỉ biết nói con cháu bất tài lại sinh ra cái đồ chơi như vậy chung thụy giờ phút này không khỏi cả người phát run hơn phân nữa là tức giận còn có non nữa. Đó là sợ. Nếu chung gia thật sự bởi vậy mà nhiễm ô danh, chớ nói hắn, ngay cả phụ thân hắn cũng sẽ bởi vậy mà liên lụy đến quan thanh. Hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn về phía Tống Lang Y, còn 15 ngày nữa. 15 ngày sau, quân bình an trở về thành. Ngươi tốt nhất là trong mong phụ thân ngươi còn sống. Nếu không, Tống Lang Y một khi mất đi chỗ dựa của phụ thân, vậy còn không phải là mặt cho hắn xoa xoa. Cho dù nàng có trăng nanh sắc bén, ở trước mặt quyền thế chân chính. Cũng không gì hơn cái này. Tống Lan Y cũng biết điểm này, nàng nằm thừa nhận kế hoãn binh này. Sau khi Chung Thụy ngồi lên xe ngựa hoàn toàn rời đi, cả người cô mới buông lỏng. Chỉ là rất nhanh, lông mày của nàng lại cau lại. 15 ngày Nếu 15 ngày sau nguyên thân phụ thân không trở về vậy phải làm sao bây giờ một lát sau tống lan yên ngồi trong thư phòng nhìn gió tuyết tung bay ngoài cửa sổ lông mày vẫn ngưng tụ tiếng tôi tớ nói chuyện dưới hành lang xuyên qua gió bắc mơ hồ truyền đến tiểu thư xưa nay rất thông thi thư hôm nay lại làm ra thi từ huyện chỉ hận chỉ hận tiểu thư không phải là nam nhi không thể tham gia khoa khảo nếu không làm sao cho chung thủy kiêu ngạo sách thi thư trong đầu tống lang y chợt lóe sáng sách đại diện cho kiến thức ở cái này thi thư lễ nghĩa đều có thể làm vũ khí thế giới chân chính làm được tri thức chính là lực lượng huống chi tống lang y vốn là sinh ra trong ban khảo cổ nàng so với người khác tự nhiên muốn nhiều hơn kiên nhẫn cẩn thận thậm chí lòng hiếu kỳ nàng tò mò thế giới thánh nhân này một bút an thiên hạ đến tột cùng có cái gì bất đồng nàng nhìn về phía dược kinh mở ra trên mặt bạn trong ánh mắt phát ra hào quang khiếp người học đi học đến chết mở sách mới cùng quyển thứ nhất tỉnh tỉnh mê mê mở sách mới bất đồng quyển sách này nhiều hơn rất nhiều thấp thỏm linh cảm của quyển sách bắt nguồn từ nho đạo chí thánh cũng là tác phẩm khai sơn chân chính của nho đạo lưu so với quyển sách trước kia quyển sách này có lẽ sẽ ít được người đọc hơn ta sẽ cố gắng điều chỉnh tốt trạng thái giao ra một phần đáp án khiến mình hài lòng. Ta tại mở sách giai đoạn, sợ nhất chính là có tiểu khả ái cầm quyển sách này cùng thường quyển sách so sánh, quyển sách này ta viết chậm hơn rất nhiều, hy vọng mọi người có thể ôn nhu một chút. Quy tạ ơn các vị. Sách mới, hãy dương buồn khởi hành lần nữa. Quyển sách này thế giới rất lớn, mời chư quân tùy ta đặt bút, lần nữa nhìn một chút không giống nhau thế giới. TS Xuất huyện, Đạt Phủ Minh Châu, Trấn Quốc, truyền thiên hạ cái này thiết lập đến từ Nho đạo chí thánh, bởi vì muốn tên thật sự quá khó khăn. Hết chương này. Chương 2. Nhập mộng gặp dược thánh. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 2. Nhập mộng thấy dược thánh dựa vào ký ức của nguyên chủ, hoàn toàn có thể trở thành dược đồ cửu phẩm cuối cùng. Chỉ cần vừa thành dược đồ, được thiên đạo tán thành, trải qua tài khí quán đỉnh. Tổng Lan Y lập tức thu thập bao phục, đầu nhập vào dưới cờ Minh Vương. Bà nội, cho dù làm quân y, cũng tốt hơn gả cho con nghé con của Chung Thụy làm tiểu thiếp. Nghĩ như vậy, Tổng Lan Y quả thực lấy ra sức bật đèn độc đêm, đục tường trộm sạch. Chỉ là theo thời gian trôi qua, mí mắt của nàng không thể tránh khỏi trầm xuống. Ngay sau đó, cô dừng lại, trực tiếp tựa vào trên bàn. Lúc này, bóng đêm đã sớm rút đi, chân trời lộ ra một vệt trắng bụng cá. Tỳ nữ dưới hành lang thấy thế, nhỏ giọng đi vào, lấy một cái chăn dày mỏng thích hợp, khoác lên vai Tống Lan. Mà lúc này Tống Lan y lại cảm giác mình như đi tới một phương thiên địa khác. Phía trên không gian này, có một hàng câu đối. Thư Sơn hữu lộ cần vi kính, học hải vô nhai khổ tác chu. Trong lòng Tống Lan y mơ hồ có một phỏng đoán. Đây là ngón tay vàng. Xem ra vẫn là dùng để giúp học tập. Nàng muốn bước ra một bước, liền thấy trước người đột nhiên nhiều ra năm tấm hoa sắc thẻ bài. Hoa văn thẻ bài này giống như được khắc trong một khuôn mẫu, nhìn không ra có chút bất đồng. Trong lòng Tống Lan Y càng thêm quỷ dị. Đây không phải là kiếp trước. Rút thẻ sao? Chỉ thấy cô chậm rãi vương ngón tay xanh ung, nhẹ nhàng vươn tay một chút, chạm vào một tấm thẻ. Miền Nam Nam cảnh nhiều nhất chính là các loại chướng khí rừng rậm, ở chỗ này, ngoại trừ chướng khí bên ngoài, còn có bất đồng màu sắc rực rỡ nấm, ngũ bộ xà thậm chí một ít hóa ngoại mang di. Có thể nói, nam cảnh trên cơ bản chính là một cái làm cho người ta nghe thấy chi biến sắc. Đất cằn cỗi Nhưng mà ngay tại nơi đất cằn cỗi này, một lão giả nón lá lửng thững đi ở trong đó. Phàm là nơi hắn đi qua, độc trùng độc xà giống như gặp phải thiên địch, nhao nhào tránh lui. Khi hắn một ngón tay nhẹ điểm tại một gốc cây thảo dược thượng lúc, chỉ thấy gốc cây kia đón gió mọc lên, tại mấy cái hô hấp bên trong liền dài tới thành thục kỳ chờ hắn đi ra khỏi rừng lúc sau lưng túi thuốc đã là phòng lên đương đương dược sư phụ một thanh niên ngoài rừng nhìn thấy lão giả lập tức cung kính cúi đầu lão giả khẽ gật đầu nhìn thấy dung mạo thanh niên trên mặt hiện lên nụ cười ô mang a à, thương thế của ngươi xem ra đã tốt rồi lão giả khuôn mặt hiền lành ngôn ngữ lại càng bình dị gần gũi nhưng ô mang không dám tùy ý đối đãi bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng lão giả trước mắt này chính là dược thánh thanh danh hiển hách của vương triều đại càng nghe đồn y đạo chi cảnh của hắn đã đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới tiện tay chỉ một cái liền có thể sống chết người sống xương trắng ở kinh đô vô số huân quý quyền thần cầm vô số thiên tài địa bảo chỉ vì để dược thánh ra tay trị liệu ngay cả khi tiên đế còn sống còn phát chiếu lệnh rộng rãi tìm kiếm dược thánh thậm chí là môn đồ dùng cái này tam cố mau lư mời hắn rời núi kết quả cuối cùng là dược thánh không chịu nổi sự quấy nhiễu này tự mình chạy đến khu rừng độc chướng phía nam ô mang cùng dược thánh nói vài câu lại đột nhiên phát hiện trên mặt dược thánh có ý buồn ngủ vội vàng lui ra không quấy rầy lão nhân gia nữa buồn ngủ trên mặt dược thánh lộ ra vẻ kỳ quái hắn sớm đã đạt tới thánh nhân chi cảnh làm sao còn cần đi vào giấc ngủ? Hắn hơi hít mắt, đẩy lòng dần lên ý cảnh giác. Cũng được, là người hay yêu, để ta thử thăm dò. Nghĩ xong, Dược Thánh dựa vào bào chế dược liệu trên tảng đá xanh lớn, hai mắt nhắm lại, như vậy tiến vào mộng đẹp. Dược Thánh ở trong mộng cảnh, vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy một không gian rộng lớn. Không gian rất thật, trong lúc nhất thời, lại làm cho hắn khó có thể phân rõ đây đến tột cùng là ở trong mộng hay là ở trong hiện thực. Nhưng một giây sau, gì biến nổi lên. Chỉ thấy một đạo thiên đạo chi quan, mãnh liệt cuốn quanh ở dược thánh trên người, bất quá trong chốc lát, dược thánh liền, bất đắc dĩ, ký xuống khế ước. Dược thánh Hắn nhìn những điều ước kia, cái gì không thể đối với người bên ngoài, tiết lộ sự tồn tại của không gian, không được đối với chủ nhân không gian, dần lên ác ý, trong lúc làm nhiệm vụ, phải nghiêm túc dạy học, Quyền giải thích cuối cùng thuộc về không gian sở hữu. Những thứ này đều là cái quỷ gì? Dược Thánh quả thực bị tức cười. Hoàng đế Lão Nhi cũng không dám ép buộc hắn thu đồ đệ, không nghĩ tới hôm nay lại thua ở một cái mặt danh kỳ diệu trong không gian. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, đây đến tột cùng là phương nào thần thánh, lại có thể mời động thiên đạo chi lực bắt cóc một gã thánh nhân đến giảng bài, mang tâm tình khó hiểu như vậy. Dược thánh chậm rãi đẩy ra trong không gian, duy nhất một cánh cửa. Chi nha? Tiếng cửa bị đẩy vang lên. Hình ảnh đột nhiên biến ảo. Chỉ thấy trong một gian thư xá đơn sơ, một thiếu nữ đang cầm một quyển dược kinh như si như say độc. Dược thánh nhìn bộ dáng nghiêm túc của thiếu nữ, chẳng biết tại sao, trong lòng không vui tản đi rất nhiều. Nhìn thấy thiếu nữ, hắn phản phất trở lại lúc mới học thuốc, hắn dưới sự giám sát của sư phụ ngồi ở trên băng ghế nhỏ, rung đùi đắc ý cổng dược kinh. Chỉ là, hắn vẫn không thể không nói một câu, thư xá này thật keo kiệt. Vừa dứt lời, tiếng đọc sách trong phòng liền ngừng. Thiếu nữ một thân áo xanh, sợi tóc hơi hơi vén lên, mở to một đôi mắt to mờ ảo, kinh hỉ nói, ngài chính là tiên sinh trong không gian sao. Lúc này Tống lang Y còn không biết dược thánh này là nhân vật chân thật tồn tại. Dược thánh nhíu mày, vừa định nói hắn là bị bắt cóc tới, nhưng là nghĩ lại, hắn lại không muốn nhanh như vậy bại lộ thân phận của mình. Hắn trầm ngâm một lát, lão phu. Danh dược vô dụng. Đây là tục danh mà chính hắn cũng sắp quên mất. Tống Lang Y chỉ tưởng đây là hư ảnh, chấp lễ bái sư. Học sinh Tống Lang Y, bái kiến dược tiên sinh. Thấy nàng có nề nết, hành vi lễ nghĩa đều có kết cấu, không vui trong lòng dược vô tể lại tản đi một ít thái độ của hắn ôn hòa một chút đi vào thư xá nhìn quyển dược kinh kia thuận miệng nói ngươi thân là nữ tử làm sao lại nghĩ đến muốn học tập dược kinh tống lang y cũng không nói những lời đường hoàng mà nói một cách rộng rãi ta muốn đạt được lực lượng nam tử có thể nhập thí có thể tài khí quán đỉnh có thể thắng được công danh lợi lộc thậm chí có thể đạt được quyền lực vô thượng ta mặc dù là nữ tử cũng khát vọng lực lượng cứ như vậy ta cũng không cần bị người khác dễ dàng kiềm chế ta cũng muốn kiến thức thiên địa rộng lớn cùng tri thức vô tận dược vô tế nhìn ra được lúc tống lan y nói lời này lời nói khẩn thiết thỉnh thoảng có chân tình biểu lộ nghĩ đến là lời nói thật không thể nghi ngờ đáp án này cũng không hoàn mỹ nhưng dược vô ích chính là loại không hoàn mỹ này hắn đi khắp thiên hạ gặp qua quá nhiều người trong đó người nói bốc nói phép rất nhiều nhưng người biểu lộ chân tình rất ít. Hắn có thể nhìn ra, lời Tống lang Y thổ lộ là thật tâm thật ý. Dược vô tế tâm niệm vừa động, trên tay liền xuất hiện một quyển dược kinh. Tống lang Y mở to hai mắt, tiên sinh muốn dạy y đạo cho ta. Y đạo. Dược vô tế làm như nghĩ tới cái gì, cười lạnh một tiếng. Nếu là chỉ có một viên Bồ Tát tâm địa, ngày nào gặp phải ác đồ, vô ý chữa khỏi hắn, ngược lại bị trả đủ bừa, lại nên như thế nào tự xử? Đạo của ta chính là dược đạo. Dược đạo thiên biến vạn hóa, có thể cứu người, cũng có thể. Giết người. Tống Lan Y trong lòng nghiêm nghị lại có chút khát vọng. Kế tiếp, cô nghe càng thêm nghiêm túc. Dược vô tế từ dược tính nói lên, lúc giảng giải, rất có một loại cử trọng nhược khinh, hạ bút thành văn cảm giác. Nói xong dược tính, hắn lại mượn cái này xâm nhập, giảng giải phương thuốc dựa theo lời của hắn mà nói, mỗi một gã dược môn đệ tử đều là từ dược phẩm bắt đầu. Trong lúc nhất thời, tổng Lan y nghe đến như si như say. Hôm nay xong bi ha, sách mới kỳ ngày càng bốn ngàn. Một canh, hai ngàn chữ. Hết chương này. Chương ba. Sinh cơ hoàng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương ba. Sinh cơ hoàng cho đến khi trong không gian truyền đến thanh âm mơ hồ từ bên ngoài mặt trời đã lên cao tiểu thư nên tỉnh rồi tống lang y xoa xoa đầu có chút nhập nhèm mở mắt ra nha hoàng thủy nguyệt ở một bên nhìn thấy một màn như vậy không khỏi che miệng nở nụ cười tiểu thư cảm thấy dược kinh khô khan nhìn nhìn lại không biết ngủ lúc nào tống lang y sửng sốt vội vàng mở dược kinh trong tay ra chỉ thấy phía trên là chú thích kín đáo thì ra mộng cảnh là chân thật Tống Lan Y nhìn bột cầm máu và sinh cơ hoàng bên cạnh dược kinh, tim đập thình thịch nhanh hơn. Nếu như dược tiên sinh không nói sai, những thứ này đều là dược môn đệ tử độc hữu phương thuốc. Nàng đưa tay gọi Thủy Nguyệt, Thủy Nguyệt, ngươi bảo người giữ cửa đi tiệm thuốc một chuyến. Nhớ kỹ, phải có sáu lạng bạc, ba lạng đan sâm, tám lạng nguyệt quế. Thủy Nguyệt thấy Tống Lan Y vẻ mặt nghiêm túc, tâm cũng không khỏi nhắc tới, đem những dược liệu này nhất nhất ghi nhớ trong những dược liệu này tống lan y còn tăng thêm vài loại dược liệu vô dụng dùng cái này để nhiễu loạn tầm mắt người khác thời gian vội vã trôi qua mấy ngày nay tống lan y không có việc gì liền nằm trên giường nghỉ ngơi nha hoàng trong phòng chỉ cho rằng cô nương đang ngủ trưa ở miêu đông dù sao cũng là bởi vì ưu tư ban đêm không được ngủ ngon lúc này mới chỉ có thể ở ban ngày ngủ một hồi nhưng chỉ có tống lan y biết nàng làm như vậy thứ nhất là vì tránh né chung thủy thứ hai là nhân cơ hội học tập thêm một ít tri thức dược lý những ngày gần đây nàng chẳng những nắm giữ cầm huyết phấn chế tác thậm chí còn có thể luyện chế sinh ra cơ hoàng ngoài cửa sổ tuyết lớn bay tán loạn mơ hồ còn có thể nghe thấy từ tái ngoại thổi tới tiếng gió bắt gào thét trời tái bắt luôn tối nhanh một chút bỗng nhiên dưới hành lang truyền đến tiếng ồn ào làm rối loạn suy nghĩ của tống lan y nàng nhíu mày hướng dưới hành lang hô một tiếng, chuyện gì kinh hoàng như thế? Dưới hành lang có sự yên tĩnh trong nháy mắt. Ngay sau đó, lại là một mảnh huyên náo âm ỉ. Chỉ thấy Thủy Nguyệt một bộ như cha mẹ chết, tiểu thư, không tốt rồi. Trong lòng Tống Lan y chấn động, nhưng phụ thân đã trở lại. Hốc mắt Thủy Nguyệt đỏ bừng, chậm rãi gật đầu, lão gia. Lão gia hắn. Còn chưa nói xong, Tống Lan y bất chấp phủ thêm áo choàng, trực tiếp một thân áo xanh mỏng manh gỡ roi ngựa xuống lạnh lùng nói chuẩn bị ngựa lúc này đã qua giờ ăn tối nhưng y quán định viễn thành lại tấp nập người thậm chí ở ngoài y quán còn dừng lại không ít ngựa trong y quán đèn đuốc sáng trưng không khí nghiêm túc đến cực hạn ở trên chiếu cỏ nâng một gã đại hán râu quai nón ngực đại hán có bốn năm mũi tên bị cắt đứt mũi tên càng đâm ngược vào người nếu như chỉ dựa vào mang lực trút ra, chỉ sợ không bao lâu nữa, đại hán sẽ máu chảy mà chết. Trên cao đường y quán, một nam nhân tướng mạo anh võ, khuôn mặt lạnh lùng cứng rắn đang ngồi. Thật lâu sau, hắn nhìn y sư mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thương thế thế nào? Mùa đông ở sóc bắc, sau lưng bác sĩ là ra một thân mồ hôi. Hắn cân nhắc lại cân nhắc, cẩn thận lại cẩn thận, mới cẩn thận nói, vương gia cũng biết, vùng đất lạnh lẽo ở sóc bắc, khó có người y thuật cao minh nếu y quán ở đây có lẽ có khả năng khỏi hẳn đây là chuẩn bị mời cao minh khác chỉ là lương châu theo đó có ngàn dặm chỉ sợ bệnh nhân còn chưa tới lương châu đã bởi vì sốc nảy chảy máu mà bỏ mình nghe nói như thế phía dưới binh lính lập tức gào khóc ra tiếng vương gia a ngài cũng không thể nhìn tống phu trưởng không có a hắn tuy rằng trên không có lão nhưng phía dưới còn có cái khuê nữ đâu hơn nửa lần này tình báo cũng là tống phu trưởng vào sinh ra tử đổi lấy, ngài cũng không thể. Minh Vương đau đầu xoa xoa mi tâm, hận không thể một cước đá văng đám thịt lăng này ra. Trị. Đương nhiên phải trị. Không trị, chẳng phải là làm cho người phía dưới thất vọng đau khổ sao. Nhưng cái này không trở ngại hắn nhìn không vừa mắt những này lăng đau thịt. Minh Vương suy nghĩ một chút, liền mở miệng nói, đi nhà kho. Đang nói được một nửa, ngoài y quán bỗng nhiên truyền đến tiếng tuấn mã hí vang ngay sau đó thanh âm trường tiên vung đất vang lên con gái của thiên phu trưởng tống hãn hải tống lang y đến bái kiến vương gia minh vương nhíu mày càng sâu trong đầu của hắn không khỏi hiện lên một cái thiếu nữ khóc sức mướt bộ dáng hắn thở dài còn có thể ngăn cản sao vào đi chỉ thấy trước cửa y quán một thiếu nữ gầy yếu áo xanh vén rèm lên bước nhanh về phía Minh Vương. Nàng vừa vào phòng, liền ngửi thấy mùi máu tươi phiêu tán trong không khí. Khi Tống lang Y nhìn thấy đại hán râu quai nón nằm trên chiếu cỏ, hốc mắt nóng lên. Không biết là duyên phận hay là cái gì, sau khi đại hán này bỏ râu quai nón, ngũ quan lại giống hệt phụ thân kiếp trước của nàng. Không biết là tâm hữu linh tê hay là cái gì, Tống Hãn Hải tại một khắc Tống lang Y tiến vào, lại từ trạng thái hôn mê giải thoát, cố sức nhìn về phía Tống Lan Y, nặng ra một nụ cười y y không cần sợ mau về nhà ngoan trở về ngủ một giấc sáng mai phụ thân sẽ đến thăm con người ở trong sân nghe được có chút không vui ngay cả minh vương cũng không khỏi cảm thán lòng yêu nữ của tống hãng hải trong lòng tống lan y chua xót nàng cũng không nói nhảm trực tiếp quỳ xuống trước mặt tống hãng hải người bên ngoài muốn ngăn cản nhưng còn chưa kịp mở miệng đã thấy tống lan y lấy ra một bình sứ đem phấn cầm máu màu vàng nhạt vẫy lên miệng vết thương của tống hãng hải y quán đại phu nóng nảy ai ngươi tiểu cô nương này cho dù trong lòng gấp cũng không nên loạn dùng thuốc a à. đại phu còn muốn nói tiếp lại đột nhiên nghe thấy sĩ tốt bên cạnh kêu lên sợ hãi máu máu ngừng rồi tống phu trưởng được cứu rồi minh vương hơi ngạc nhiên bước nhanh tới bên cạnh tống Hãn hải trực tiếp miệng vết thương vốn không ngừng tuôn ra máu lúc này lại cầm máu. Lúc này, ánh mắt hắn nhìn về phía Tống Lan Y đã rất khác. Tuy rằng Tống Lan Y chưa tập được kinh nghĩa, chính thức bước vào đạo đồ. Nhưng chỉ riêng trình độ điều chế thuốc của nàng đã có thể so với đệ tử Y gia cửu phẩm. Phải biết rằng, ở thế giới này, vô luận là nho đạo, binh đạo, y đạo hay là những đạo khác, đều có chia làm một đạo cửu phẩm, nhất phẩm là cực, cửu phẩm là cuối. Mà trên nhất phẩm, chính là thánh nhân định viễn thành hoang vu ít có đệ tử y gia đến nhưng hiện tại xem ra định viễn thành lại tàn long ngoạ hổ thủ đoạn trị bệnh cứu người của một thiếu nữ lại có thể so với đệ tử chính thống của y gia chỉ thấy tống lan y động tác rất quen thuộc thanh sáng cầm máu rút tên chờ mũi tên cuối cùng bị nhổ chỉ còn lại một lỗ máu người bên ngoài nhìn thoáng qua không khỏi tán thưởng tuy rằng vết thương này còn chưa khỏi hẳn nhưng có thể làm được như vậy, đã cực kỳ khó có được. Nghe nói như thế, Tống Lan y sắc mặt cổ quái nhìn người nọ một cái. Nàng từ trong ngực lấy ra một bình sứ, đổ ra một viên sinh cơ hoàng có hoa văn xanh biếc, bỏ vào trong miệng phụ thân. Chỉ thấy máu thịt trước ngực bụng Tống Hãn Hải đã khỏi hẳn với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trong lúc nhất thời, toàn bộ người trong y quán đều á khẩu không trả lời được. Mà Minh Vương ở một bên, mặt mày nhìn như bình tĩnh, kỳ thực dưới đáy lòng đã sớm nhất lên sóng to gió lớn. Lục văn vô hạ đang dược, có thể sinh cơ. Đây là, sinh cơ hoàng. Giờ phút này, địa vị của Tống Lan Y trong lòng hắn không khỏi nhắc lại. Thiếu nữ này cùng dược thánh. Đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Sách mới kỳ có lưu bản thảo, đại khái 12 giờ trưa, 6 giờ tối mỗi người phát một chương ha. Mỗi chương vẫn là 2.000 chữ, hôm nay trầm mê mã tự quên phát. Hết chương này. Chương 4 Lớn càng văn báo Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 4 Đại càng văn báo lúc này, Tống hãng hải vẻ mặt ngạc nhiên sờ vết thương đã khép lại trên người. Sờ sờ, hốc mắt anh liền đỏ lên. Một cái cao tám thước hán tử, sững sờ hàm chứa nước mắt bọt, như khóc mà không khóc, khuê nữ a à, đồ tốt như vậy, làm sao có thể dùng ở cha trên người đâu cha chỉ là một người thô lỗ chút thương thế này dưỡng dưỡng coi như xong nào đáng giá dùng thứ tốt này nói xong hắn lặng lẽ nhìn minh vương ngồi trên ghế cao một cái khuôn mặt minh vương lạnh lùng cứng rắn nhìn qua vui buồn khó phân biệt tiếp theo tống hãng hải lại tiếp tục gào lên khuê nữ a à, chính ngươi ngay cả mặt lưu cửu phẩm cảnh cũng không phải những thứ này đều là lưu cho ngươi bảo mệnh a à. minh vương đã sớm biết tống hãng hải này lăn đao thịt tính cách nhưng dù là như thế, tại nghe đến câu nói cuối cùng, vẫn là nhìn không được nở nụ cười. Đây là phép khích tướng A. Chuẩn bị để cho hắn trợ cấp cho Tống Lan Y chút đồ tốt. Tống Lan Y nghe xong mí mắt giật giật. Nàng yên lặng nhìn cha vừa quen vừa xa lạ, lại nhìn Minh Vương khí thế uyên ương, ho nhẹ một tiếng, cha, kỳ thật thứ này. Con còn có không ít. Tống hãng hải. Hốc mắt hắn lại đỏ lên hắn yêu thương sờ sờ đầu khuê nữ. Khuê nữ ngốc nha, cha không phải vì cái này, cha đây là đang thay ngươi đòi chỗ tốt đây. Ai, khuê nữ ngốc như vậy, không có người cha như hắn thì phải làm sao? Tống hãng hải vừa định nói gì, liền thấy Tống Lan Y xoay người nhìn Minh Vương, hành lễ. Sóc Bắc hàng khổ, ít có y sư đóng quân ở đây, cho dù triều đình chăm ngòi, đối với 10 vạn quân bình an mà nói, cũng chỉ như muối bỏ biển. Ta sinh trưởng ở Sóc Bắc, chỉ hận không phải là nam tử, không thể lấy thi từ giết địch. Hiện giờ ngẫu nhiên có được mấy phương thuốc, tại hạ chỉ nguyện dấn thân vào quân ngũ, trở thành một dược sư, coi như quân bình an dốc hết sức lực. Minh Vương nhướng mày. Cái này thật đúng là toàn bộ không phí công phu. Lương tâm Minh Vương tuy rằng không nhiều, nhưng vẫn hỏi thêm một câu, ngươi xác định. Sóc bắt khổ hàng, đây cũng không phải là nói. Tống hãng hải sau lưng Tống Lan Y điên cùng nháy mắt ra hiệu. Chỉ thấy Tống Lan Y như là nghĩ tới cái gì, cắn răng nói, ta xác định. Đây là có ẩn tình khác. Minh Vương trong lòng chuyển động nhanh, liếc mắt nhìn nội thị bên cạnh, sau đó khẽ gật đầu, ta biết rồi, ngươi an tâm trở về đi. Lần này phụ thân ngươi lập công lớn, ngươi yên tâm. Sắc trời đã tối, trở về đi. Đợi đến khi người đi xa, nội thị mới vội vàng chạy tới hắn bám vào bên tai Minh Vương, nói nhỏ vài câu. Sắc mặt Minh Vương nhất thời trầm xuống. Chung Thụy, bất quá nhảy nhót, cũng dám càng rỡ như thế. Hắn tựa lưng vào ghế, híp hiếp, hiếp mắt, truyền lệnh của ta xuống, con trai tham tướng Chung Thụy, coi thường quân quy, khi nhục thiên phu trưởng, quốc hai trăm roi. Nội thì cả kinh, vương gia, hai trăm đạo hình phạt này đi xuống, người cũng nửa phế rồi. Vị tham tướng phủ kia còn ở đây minh vương cười lạnh một tiếng nếu không là chung lăng phong cũng không chỉ đánh hai trăm đạo đơn giản như vậy huống chi chung lăng phong chẳng qua là một con chó nếu không phải như thế ta liền chém hắn thấy minh vương nữ khí kiên định nội thì thấy minh vương sát khí lộ ra nội tâm không khỏi cả kinh vội vàng mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm lui về phía sau qua bên trái không nói gì nữa ngón tay minh vương nhẹ nhàng đặt lên bàn bỏ được một thân tróc thịt dám kéo tham tướng xuống ngựa khuê nữ tống hãng hải này ngược lại không tầm thường không biết kỳ đàm này có thể lên đại càng văn báo hay không gió tuyết đêm về người trong tống trạch tống hãng hải sau khi nghe xong chung thụy làm việc kia mạnh mẽ một quyền nện vào mấy cái bàn tống lan y nhìn vết nứt trên bàn gỗ lại nhìn nắm đấm to bằng bát cát của lão phụ mí mắt kinh hoàng trong nháy mắt tiếng mắng chửi của lão tí liền truyền đến. Bà nội nó, con trai tham tướng cho má gì chứ, giống như khỉ ống, cũng xứng tìm con gái ta. Bà nội nó, ta phải đi đánh. Khù, tìm nó nói. Nói xong, Tống hãng hải vội vã đi ra ngoài. Tống Lan y bất đắc dĩ. Không phải nói sao, ngươi lấy bao tải làm gì? Đêm nay, nhất định là một đêm không ngủ. Thượng Kinh Nơi này là trung tâm của Vương Triều Đại Càng, đồng dạng cũng là tổng bộ của Đại Càng Văn Báo. Lúc này thiên tài tờ mờ sáng, phía chân trời sau còn chưa ẩn nấp. Tổng bộ Văn Báo, chỉ còn lại có lúc sao chép trang sách, ngồi bút cùng tiếng mặt giấy vuốt ve xào xà. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa sổ có tiếng kêu cùng ục, rất nhỏ. Chỉ thấy ngoài cửa sổ có một con bộ câu toàn thân trắng noãn, thân hình tròn vo, mắt to bằng hạt đậu xanh. Nó nhìn vào trong phòng, nghiêng đầu, lại kêu to vài tiếng. Văn sĩ bên cửa sổ gỡ giấy viết thư xuống, đầu tiên là cau mày đọc, nhưng không lâu sau, lông mày của hắn liền nhướng lên thật cao, sau đó nhìn không được, phốc suy một tiếng cười rộ lên. Bỏ được một thân tróc thịt, dám đem tham tướng kéo xuống ngựa. Dịu cực, dịu cực. Không nghĩ tới ta đại càng sóc bắt, còn có như thế kỳ nữ tử. Tham tướng. Cái tên này, kéo đến tiếng lòng không ít người có không ít văn sĩ phụ trách sao chép ngẩng đầu lên nhưng là tin tức của bắc cảnh văn sĩ cười không nói khoe khoang một hồi mới đưa giấy cho bọn họ các ngươi nhìn sẽ biết những người còn lại bắt đầu còn có chút lơ đễnh chờ nhìn đến phía sau mỗi người sắc mặt cổ quái đến cực điểm cũng có người rung đùi đắc ý thưởng thức nửa câu thơ tống Lan y làm thơ hay a à thơ hay thơ này mặc dù quá mức trắng trợn nhưng đặt ở dưới tình cảnh như vậy lại làm cho người ta thán phục tống tiểu cô nương khí phách lại không thua nam tử đúng vậy đáng tiếc nàng không phải là nam nhi lan năm nay chúng thánh nghị bách hoa thánh nhân còn đề xuất mở khoa khảo kinh nghĩa cho nữ tử bị chúng thánh bác bỏ nói là thiên hạ tài khí không đủ bách hoa thánh nhân phát hỏa thật lớn một vị văn sĩ trong đó ho nhẹ một tiếng được rồi thánh nhân há là chúng ta có thể vọng nghị chuyên tâm sao chép trong lúc nhất thời trong thư phòng lại vang lên tiếng chép tay xào xạc xà. văn lầm lẫn giả dối khi trên đường phố thượng kinh vang lên tiếng uống bán của người bán hàng rong các điểm bán của đại càng văn báo đều chật ních người trong khoảng thời gian này có một bộ phận người trước tiên đã nhận được văn báo đầy đủ những người này chính là thuyết thư nhân thường lui tới các khách sạn tử quán trong quán trà tử quán một phái người đang khói lửa. Một gã cao gầy dáng dấp thanh niên, đứng ở trên đài, trong tay tỉnh mộc gõ một cái, liền rút ra một phần đại càng văn báo. Dưới đài trà khách, hoặc là thổi trước người hoành thánh, hoặc là nhe trượt mì sợi, một mặt vẫn tai lên, nghe thuyết thư nhân đọc văn báo trên nội dung. Lại nói sóc bắt chiến sự hơi chậm, Minh Vương dẫn binh đêm qua trở về định Viễn Thành, chặn được yêu mang mật báo. Người thuyết thư thanh âm ngẩn cao đầu, phía dưới ngẫu nhiên có tiếng nghị luận vang lên. Trong đám người, một gã ước chừng 12 tuổi tiểu thiếu niên, ánh mắt linh động. Khi nghe Minh Vương như thế nào ở quần chúng yêu mang, Dết được ba vào ba ra, mặt hắn càng lộ vẻ hướng tới. Ở bên cạnh hắn, đứng một cái mặt trắng không cần thiếu niên, hắn ánh mắt lợi hại, cảnh giác nhìn bốn phía, chọn thời cơ mà đồng. Hôm nay kết thúc, chúc mọi người thứ sáu vui vẻ. Hết chương này. Chương 5 lão sư, đường không phải như thế đi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 5 Sư phụ, đường không phải đi như vậy hàng năm thời điểm thu đông, yêu mang đều sẽ bởi vì đồ ăn thiếu hụt, mà xuôi năm lượt thành. Năm nay hành động còn dữ dội hơn. Cho nên chuyện sóc bắc là chuyện mà rất nhiều khách trà ở đây quan tâm. Khi nghe được quân bình an thuận lời trở về, nơi khói lửa báo động chiếu rọi, đầu yêu mang cuồn cuộn rơi xuống đất, không ít người tính tình ngay thẳng trực tiếp vỗ bàn trầm trồ khen ngợi chỉ hận ta tài năng mỏng manh không thể được tuyển vào quân bình an bình yêu mang thủ tứ phương đây mới là nhi lan của đại càng a trong lúc nhất thời trên đại có thêm vài góc bạc thuyết thư tiên sinh tươi cười càng sâu hắn mở trang văn báo tiếp theo ra lướt qua trong nháy mắt tiếp theo hắn liền nhướng cao lông mày hắn không tin tà lại nhìn thêm vài lần lúc này mới ho nhẹ vài tiếng, chư vị xem quan chớ vội. Vừa rồi nói đến quân Bình An Sóc Bắc, mà tin tức trên báo, vừa vặn xuất phát từ con gái của một thiên phu trưởng quân Bình An. Hả? Một cô gái cũng lên báo. Việc này tuy rằng cũng từng có, nhưng mà... Quá hiếm thấy. Nữ tử đăng thượng văn báo, hiện tại mọi người đều gọi nàng là Bách Hoa Thánh Nhân. Khách trà dưới đài đều bị hấp dẫn lực chú ý ngay cả thiếu niên mặc áo khoác kia, giờ phút này cũng không khỏi hơi nghiêng người về phía trước, lộ ra tư thái nghiêng tai lắng nghe. Thuyết thư tiên sinh ho khan hai tiếng, mới chậm rãi nói. Lại nói sóc bắc định an thành, thiên phu trưởng Tống Hãng Hải có một nữ nhi, dung nhan su lệ, tính cách khiêm tốn, kỳ danh Tống Lan Y. Mọi người theo câu nói của người kể chuyện, dần dần nghe vào thần. Chỉ hận con trai tham tướng chung thủy, tính kiêu ngạo, dâm vật thấy Tống Lan Y xinh đẹp, lại thừa dịp Minh Vương không có ở đây, muốn cướp dân nữ, nạp quân hộ độc nữ làm tiểu thiếp phòng thứ bảy. 3. Theo một tiếng vang thật lớn, tiếng quát lớn cũng theo đó vang lên. Tên này quả thực xuất sinh không bằng. Đừng để tiểu gia bắt được chung Thụy, nếu không sẽ lột da hắn. Chỉ thấy thiếu niên kia tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhìn bộ dáng, hận không thể ăn thịt, uống máu còn lại trà khách mặc dù không có tức giận như vậy nhưng trên mặt các cái đều không thế nào đẹp mắt trong quán trà càng có thanh niên lạnh lùng nói thái tổ quy định hậu duệ quân hộ không thể vô cớ khi nhục nếu không tội có thể đến lưu đầy vạn dặm chung thụy kia là một người bạch thân phụ thân chung lăng phong là tham tướng vừa vặn phụ thân ta chính là ngự sứ đô sát viện ngự sứ làm gì vậy có thể nói ngự sứ là một nhóm tiêu diêu tự tại nhất ngoại trừ thánh nhân. Đừng nhìn bọn họ phẩm giai thấp, nhưng mỗi người xuất thân thanh quý, có thể oán trời oán đất. Nhìn đồng nghiệp khó chịu. Giận. Nhìn hoàng đế khó chịu. Giận. Nhìn phiên vương khó chịu. Như thường đổi. Thậm chí bọn họ ngay cả hoàng đế gần đây nội thất sự tình, cũng có thể lấy ra oán hận. Tức giận hay không? Có phiền hay không? phiền thì đến đánh tôi đi. Dù sao lại không đánh chết, chính bọn họ lén lút khoác lát bức thời điểm, còn có thể nói, chính mình chịu qua hoàng đế đánh, là đại tích hảo quan. Vừa nghĩ tới hôm nay văn báo đăng ra sau, chỉ sợ sẽ có bông tuyết như buộc tội tấu chương bay tới nội các cùng với thiên chiếu đế trên bàn, trong lúc nhất thời, trong quán trà tràn đầy này sung sướng không khí. Bên kia, vị kia áo lót thiếu niên nghe được ngứa ngáy khó nhìn, nhìn không được nói, tiên sinh, sau đó thì sao? Thuyết thư tiên sinh lắc đầu, cảm khái nói, nếu là như thế, nàng này làm sao đăng thượng văn báo đây? Lúc ấy chung thủy khí thế hung hãn, bên cạnh có hơn 10 người hầu, tổng cô nương chỉ là khuôn mặt lạnh nhạt, đàn khẩu khẽ phun. Bỏ được một thân tróc thịt, dám đem tham tướng kéo xuống ngựa. Chỉ thấy lúc ấy cùng phong gào thét, thiên âm dục trích gào, một con tuấn mã thỏ đỏ từ xa đến gần, một gã giáp trụ nam tử, mắt phượng đan, uy phong lẫm liệt, lưng đeo trường thương, đầu đội tử kim quan, thương khiêu tham tướng phủ bản hiệu. Thơ này nửa thành, đã thành ra huyện thi văn. vả lại thơ này thẳng biểu đạt suy nghĩ trong lòng, đơn giản nói trắng ra, tuy là nữ tử sở làm, nhưng có không thua nam nhi lan chi hào sản tiêu sái. Được. Vừa dứt lời, dưới đài liền vang lên tiếng trầm trồ khen ngợi. Còn có một đại gia tiểu thư đầu đội mũ, vỗ tay cười, trước có bách hoa thánh nhân, sau có tống gia tiểu thư, ai nói nữ tử không bằng nam. Thiếu niên mặc áo phong bên cạnh thì lâm vào trầm tư. Giây lát, hắn đột nhiên nhẹ giọng nói, bạn Phùng, Ben. Tôi muốn đi sóc bắt một chuyến. Nguyên bản sắc mặt lạnh nhạt Phùng bạn đồng hành, sắc mặt đột biến, công tử, này sóc bắt, có thể dễ dàng đi không được a? À? Sweet. Thiếu niên áo dài giơ ngón tay lên, đặt ở trước môi, Phùng bạn, chúng ta bây giờ là trộm chạy ra, ngươi cũng không thể một ngụm một mình ngươi tự xưng ta là được. Hơn nữa, ánh mắt thiếu niên sáng lấp lánh, hảo năm nhi chí tại tứ phương. Tiên sinh nói đến nho học, ta cũng không muốn nghe, chẳng bằng đi sóc bắt một chuyến. Hơn nữa, ta cũng muốn nhìn xem, chung thủy tên kia, đến tột cùng có bao nhiêu đáng ghét. Phùng bạn bên cạnh muốn nói lại thôi, cuối cùng tất cả ngôn ngữ, hóa thành thở dài thật sâu. Sóc bắt. Định viễn thành bởi vì trắng đêm không ngủ, Tống lang Y còn đang ngày đêm điên đảo, vù vù ngủ say. Nhưng mà ngay tại trong không gian, nàng còn đang múa bút thành văn, đối với dược kinh sao chép bút ký. Nàng ngồi ở bàn trước, chính phía trước, dược thánh đối diện một bộ dược phát thảo, chậm rãi mà nói. Trong lúc Tống Lan Y cúi đầu sao chép bút ký, ánh mắt dược thánh có chút phức tạp. Mấy ngày nay, hắn cũng coi như nhìn thấu tính tình Tống lang Y. Hiếu học, Ham học hỏi đối với hết thảy sự vật đều tràn ngập xúc động tò mò có thể nói nàng là cái học tập dược đạo hoàng mỹ mầm non nhưng mà đúng là như vậy lại làm cho dược thánh có chút do dự hắn do dự có nên đem truyền thừa chân chính dạy cho tống lang y hay không đơn giản là tống lang y là nữ dược thánh chưa bao giờ có khinh thị hoặc kỳ thị đối với nữ tử nhưng thế gian sẽ có thành kiến coi như là nhìn như vô tình thiên đạo cũng sẽ đối với nữ tử có rất nhiều hạn chế muốn đi được lâu dài trên con đường này thứ nhất cần thiên tư thứ hai cần bền lòng nếu là nữ tử còn cần có một khỏa nội tâm cường đại sau thiên truy bách luyện lang y tống lang y ngẩng đầu khó hiểu nói lão sư ta nơi này có hai con đường muốn dạy cho ngươi một con đường ngươi học được các loại phương thuốc từ ta cho dù không tài năng rót thể, đi lên con đường tu tiên, ngươi cũng đủ để sống một đời an thái. Còn con đường thứ hai? Con đường thứ hai là một con đường không có đường tắt có thể đi, đá vụn khắp nơi bụi gai con đường phía trước gập ghềnh, ngươi phải chịu, không chỉ là không cách nào tham gia khoa khảo thành kiến, càng là có thế nhân đối với nữ tử khinh thị. Dù vậy, ngươi vẫn phải gánh vác trách nhiệm phòng thủ biên giới. Ngươi đã quyết định chưa? tống lan y nghe đến đó ngược lại nở nụ cười đầu tiên cô theo bản năng đỡ cặp kính không tồn tại sau đó chậm rãi nói thầy đối với em mà nói đường không phải đi như vậy hả dược thánh bị lời này nhắc tới một chút hứng thú tôi chỉ là một người thiển cận tôi không thể vì kết cục của con đường khó lường mà từ bỏ đi con đường này điều tôi quan tâm là đi trên con đường này phong cảnh ven đường ta nghĩ Cuộc đời của ta có lẽ không cần oanh oanh liệt liệt, chỉ cần đi qua một lần, xem qua rất nhiều phong cảnh, vậy là đủ rồi. Huống chi? Nàng đột nhiên giơ tay lên, một đoàn thanh khí hiện lên trên lòng bàn tay nàng. Sư phụ, thứ này, hẳn là tài năng đi. Ta, đã bước lên con đường không biết này rồi. Hôm nay để nhất càng, hết chương này. Chương 6 Hoàng đế nội kinh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 6 Hoàng đế nội kinh đối mặt với sự kinh ngạc của Dược Thánh, Tống Lan y mỉm cười. Lão sư, Trang Thánh, Tiêu Giao Du, có nói. Ta quyết khởi nhi phi, đoạt du phương nhi dừng, thì tắt bất đáo, nhi khống vu địa mà thôi, hề dĩ chi cửu vạn dặm nhi nam vi. Hàng thiền cùng hôi tước, không biết bằng điểu cao xa, bởi vậy cười nhạo bằng điểu uổng phí tâm tư. Thế nhân xem văn này, chỉ biết chăm biếm hàng thiền cùng hôi tước nhỏ bé hèn mọn nhưng trên thực tế, ở trong mắt cường giả thậm chí thánh nhân, chúng ta cũng chẳng qua là hàng thiền cùng hôi tước. Lão sư, ta không muốn nói sung cái gì phòng thủ nhân cảnh, bảo vệ quốc gia. Đối với ta mà nói, thế giới to lớn, ta chỉ muốn cho sinh mệnh có hạn, trở nên đặc sắc vô hạn. Mà thế giới này đặc sắc, là đóa hoa trong tay cường giả, hái được. Dược thánh hiếm khi nghe Tống Lan y thao thao bất tuyệt như vậy. Bởi vậy, hắn trầm mặt hồi lâu một lát sau, hắn bất đắc dĩ cười, Lan Y, ngươi không nên học dược đạo. Tâm tính của ngươi thích hợp với hoàng lão học nhất mạch hơn. Hoàng lão học nói, đó là chú ý đạo gia nhất mạch vô vi. Tống Lan Y chỉ cười, nàng chỉ chỉ không gian, cười hít mắt nói. Về sau nói không chừng có cơ hội. Dược thánh hiểu ra, bật cười nói, cũng đúng, ta đã quên ngươi còn mang đại cơ duyên. Nói xong, hắn liền nghiêm mặt, bớt nói nhảm đi. Hôm nay ta muốn truyền cho ngươi chính là kinh nghĩa. Mọi người đều biết, khoa cử một đạo, cần nghiên cứu thánh nhân kinh nghĩa, trong đó nổi tiếng nhất chính là Khổng Thánh luận ngữ. Học sinh có thể ở trong quá trình nghiên cứu kinh nghĩa thu hoạch tài khí và tăng tu vi. Nhưng bởi vì thiên đạo phân phát tài khí có hạn, nữ tử trời sinh không thể khoa cử. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là nữ tử không thể tu hành. Trước có Bách Hoa Thánh nhân sau có nhật nguyệt đại đế lấy nữ tử thân độc tài càng khôn những thứ này đều có thể xưng là nhất đại kiêu nữ đây là vì sao thiên đạo luôn lưu lại một đường sinh cơ tuy nữ tử không thể khoa cử nhưng có thể mượn đạo khác tu hành thành thánh như bách hoa thánh nhân liền lấy huyễn đạo thành thánh nhật nguyệt đại đế lấy hoàng đạo xưng bá nhân cảnh bất đồng đạo có bất đồng kinh văn kinh văn này chính là hạch tâm hấp thu tài khí dược đạo của ta kinh nghĩa chính là hoàng đế nội kinh, trung chính bình thản. Hơn nữa, quan trọng nhất là nó rất thích hợp với ngươi. Tống Lan Y nghe lời này, ngược lại là nhấc lên hứng thú, lão sư sao lại nói như vậy? Dược thánh vuốt vuốt chầm râu, chậm rãi nói, ngươi có chí bảo trong người, tương lai nhất định phải học tập đạo khác nhau. Học tập hoàng đế nội kinh, có thể giúp ngươi dung hợp tài năng của các đại đạo khác nhau tống lang y nghiêm nghị đứng dậy vái dài đa tạ lão sư đã chuẩn bị cho ta dược thánh cười hít mắt khoát tay áo không cần lễ quan liêu ngươi đã có tài ta liền đem kinh văn cùng mấy môn thuật pháp truyền cho ngươi nói xong hắn chỉ lên trán tống lang y tống lang y chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm liền thoát khỏi không gian sau đó tin tức tràn vào trong đầu tài năng màu xanh vốn cất giữ trong cơ thể nàng giờ phút này cũng chậm rãi chạy dọc theo kinh mạch nuốt sạch những tạp vật vốn cất giữ trong cơ thể qua một lúc lâu tống lang y mới chậm rãi mở mắt khuôn mặt phấn nộn một bộ thần thái sáng láng hoàng đế nội kinh không hổ là kinh nghĩa đứng đầu dược đạo không chỉ có tính chất chính bình thản mà còn có thể cường kiện thể lực đúng lúc này ngoài cửa phòng truyền đến một trận tiếng vang tiểu thư lão gia gọi người ra tiền viện gặp khách tống lang y ngẩn ra sau đó liền nói ta tới đây. Cô hơi rửa mặt một chút, sửa sang lại kiểu tóc, cất bước đi ra ngoài. Đầu có thể gãy, máu có thể chảy, kiểu tóc không thể loạn. Lúc đi tới tiền viện, Tống Lan Y liền thấy rất nhiều bóng người lờ mờ. Bởi vì người ngoài ở đây, Tống Lan Y rất nể tình thi lễ, ra vẻ nghi hoặc nói, phụ thân, đây là. Tống Hãng Hải còn chưa mở miệng, tiếp theo đã có một lão đầu râu dê, cười hiếp mắt nói, Tống Tiểu Thư, tin tức tốt, tin tức tốt thiên đại a à, ngài bị bạch lộc học viện thu làm học sinh trước mắt tống lan y vô thức tối sầm lại bà nội lại phải đi học sáng năm tối 9 giờ tống lan y không bài xích học tập nhưng mà nàng bài xích dậy sớm a à. chỉ là nàng cũng không có lập tức cự tuyệt chờ tư duy tỉnh táo lại nàng thậm chí còn có chút ý động chỉ vì bạch lộc học viện không chỉ có là định viễn thành tốt nhất thư viện còn là toàn thượng kinh, thậm chí toàn bộ đại càng vương triều đứng đầu thư viện. Định viễn thành bạch lộc học viện, bất quá là cái phân viện mà thôi. Lão giả râu dê còn đang thao thao bất tuyệt, tống tiểu thư chớ cảm thấy, trong thư viện đều là khoa cử kinh nghĩa, nho gia điển tịch, đối với người tu hành vô dụng. Trên thực tế, thánh nhân chi thư, cho dù không thể giết địch, cũng có thể minh tâm kiến tính. Quan trọng nhất là, lần này bạch lộc thư viện, sẽ mở ra sơn hải kính. Sơn hải kính. Tông khô nhỏ. Ngược lại tống hãng hải trên ghế cao, hít một hơi khí lạnh, tiên sinh nói sơn hải kính, chẳng lẽ là mấy vị thánh nhân, dẫn động vực ngoại lực, tạo nên chí bảo. Dương Sơn Hồ lão đầu bật cười nói. Sóc Bắc học viện, chẳng qua là một ảo ảnh của Sơn Hải Kính. Đương nhiên, mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng ảo diệu vô cùng. Tống hãng hải nghe vậy trong lòng ngứa ngáy khó nhìn, hận không thể tự mình lên học viện. Dù là như thế, hắn cũng không có võ đoán hạ quyết định, mà là nhìn về phía Tống Lan Y, vẻ mặt trâu quai nón, sửng sốt bày ra từ phụ bộ dáng, ôn nhu nói, Y Y muốn đi bạch lộc học viện sao? Lão giả trâu dê vẻ mặt không thay đổi, nhưng trong lòng lại kinh ngạc. Phố phường nghe đồn đều nói, Tống phu trưởng quân bình an này, tuy rằng chỉ có một nữ, nhưng yêu như trân bảo đêm qua hắn lại càng ủng công quân quy nửa đêm đánh chung thủy một trận hắn vốn tưởng rằng tại khai ra điều kiện như vậy sau tống hãng hải sẽ trực tiếp quyết định đưa tống lang y đi học viện nào biết đâu hắn còn muốn hỏi một chút nữ nhi ý kiến cũng may tống lang y chỉ suy nghĩ một lát liền gật đầu nói cha con muốn đi tống hãng hải nở nụ cười đã như vậy thì làm phiền bạch tiên sinh rồi đợi đến khi bạch tiên sinh vừa đi Tống Hãn Hải không còn vẻ trầm ổn uy nghiêm. Hắn vỗ bàn, ngửa mặt lên trời cười dài, ha 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 ha, lão tử khuê nữ cũng tiến Bạch Lộc thư viện rồi, ta đã sớm nói qua, cô nương nhà ta, tự sinh ra liền không thua kém người khác. Tống lang y dơ ngón tay lên, đặt tới trước môi, suỵt. Cha, im lặng, im lặng. Bạch tiên sinh còn chưa đi xa đâu. Tiếng cười dừng lại. Ngược lại ngoài phòng, truyền đến một trận nhìn cười thẳng đến khi ra khỏi tống gia, bạch tiên sinh vẫn cười đến trâu dê rung lên. Sau khi cười xong, hắn mới phức tạp thở dài, tống hãng hải tên mãn phu này, từng quyền yêu nữ chi tâm, ngược lại là sâu sắc. Hôm nay xong rồi, là bản thảo. Hết chương này. Chương 7 Trong nhà xí thắp đèn lồng, tìm si. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 7 Trong nhà xí đốt đèn lồng tìm si trên minh vương phủ. Minh vương nằm ở trước bàn, viết một đạo mật chiếc màu vàng sáng. Thần chu minh kính có bản khải tấu. Thần hôm trước nghe nói phía nam yêu mang có dị tượng sinh ra, sợ xảy ra biến cố, liền lệnh cho thiên phu trưởng Tống Hãn Hải dò xét một hai. Tống Hãn Hải người này thô trung hữu tế, gia thế trong sạch, mưu lực thích đáng, có thể dùng được đại dụng. Theo lời nói, yêu mang dần dần tụ tập về phía nam, vả lại khu vực phía nam, lực lượng thiên địa mơ hồ có dị động. Từ Thái Tổ tới nay, đại càng ta cố thủ 108 chỗ bí cảnh trăm năm, mà hôm nay dị biến, phải chăng? Có dị số sắp xảy ra. Trình lên thuộc hạ, hết thảy do bệ hạ định đoạt. Đường xá tuy xa, sự tình di kiên, thần tuy bất tài, nguyện cố gắng đi tới, viết xong hết thảy, Minh Vương mới đem mật chiếc này gấp lại, than nhẹ một câu. Trong mây ai gửi cẩm thư đến? khi chữ nhạn trở về, Nguyệt mãn tay lâu. Vừa dứt lời, một con chim nhạn liền xuất hiện trên bàn. Ánh mắt chim nhạn linh động, khi nhìn thấy mật chiếc, ánh mắt để lộ ra sự trịnh trọng nhân tính hóa. Chỉ thấy nó hướng Minh Vương gật gật đầu, liền ngậm mật chiếc, dương cánh bay đi. Mà phương hướng nó bay tới, chính là Thượng Kinh. Trước Bạch Lộc Thư Viện, học sinh nơi này đều là một bộ áo choàng trắng trăng, trong lúc đạm tiếu, đều là trích kinh cứ điển, qua lại đều là thư sinh hồng nho. Ở chỗ này, ngay cả tài năng cũng sinh động hơn so với nơi khác. Chỉ là Hôm nay Bạch Lộc Thư Viện hơi có vẻ ồn ào. Chẳng lẽ nàng cảm thấy, nam nhân trong thư viện này đều sẽ bị vẻ bề ngoài của nàng lừa gạt sao? Phi, cái gì xuống nữ đồng hồ tử, còn ở kia trang trinh tiết liệt phụ. Sớm muộn có một ngày, nàng sẽ cùng cậu đồng dạng, cầu xin cho ta cưới nàng. Ô ngôn quế ngữ này thật sự quá mức ghê tởm, trong thư viện một ít học sinh cũng nhìn không được lộ ra vẻ giận dữ. Có một học sinh, mặt màng không cam lòng, vừa muốn mở miệng, đã bị người bên cạnh giữ chặt. Ngươi không muốn sống nữa sao? Chung Thụy là con của tham tướng, sau lưng chung tham tướng lại có bóng dáng của các lão. Nếu ngươi vì vậy mà chống lại hắn, từ nay về sau, con đường làm quan sẽ đoạn tuyệt hơn phân nữa. Vừa dứt lời, xa xa liền đi tới một nam tử thân dài chính thước, cả người cơ bắp cầu kết. Anh cau mày, giọng nói như chuông đồng, chung thụy, em ở đây nói nhảm cái gì? Chung thụy nhìn hắn một cái, ánh mắt co lại. Mới biết có, Minh Vương thân vệ, được Minh Vương cố ý tiến cử đến Bạch Lộc Thư viện học tập. Tuy rằng tình huống học tập không được tốt lắm, nhưng đúng là một thế hệ quan hệ cứng rắn, bối cảnh đáng tin cậy. Người khác kiên kỵ tham tướng, nhưng người này, cũng không quan tâm đang nghĩ ngợi xa xa liền có một đạo thanh y như hoa sen thiếu nữ chậm rãi mà đến khuôn mặt nàng thanh nhã nhưng lời nói ra lại sắc bén như lưỡi đao ờ đáng tiếc ta tới chậm một bước lại không nghe được chung công tử nói lời điên cuồng nói xong Tổng lan y thở dài chỉ là ta có một chuyện không rõ theo như lời chung công tử học sinh trong thư viện đều sẽ bị ta mê hoặc hay là nói thư viện các vị lão sư vàng thâu lẫn lộn để minh châu mông trần đồng thời lại để một đám mắt cá lẫn vào học viện sắc mặt chung thủy có chút khó coi cho dù hắn là con trai tham tướng nhưng mà chung quy chỉ là tham tướng a hắn há dám đối nghịch với nhiều học sinh thậm chí lão sư như vậy hắn dùng dư quan quan sát thoáng một phát người chung quanh những học sinh này trên mặt biểu tình hoặc nhiều hoặc ít đều có chút khó coi người không nói còn tốt lời này vừa nói ra, bọn họ liền không thể tránh khỏi có chút phản cảm. Chung Thụy này lại càng rỡ đến tận đây. Chung Thụy lồng ngực rất nhanh phập phồng, căm hận nói: nữ tử bất quá là nữ tử, chỉ biết khoe khoang miệng lưỡi chi lợi. lời này Tống Lan Y không thích nghe nữa. người con mẹ nó, đánh nhau thì đánh nhau, ngươi còn công kích giới tính của ta. ngươi đây là đốt đèn lồng trong nhà xí, muốn chết. Tống Lan y sáng tay áo lên, thuận tay cầm lấy đại đỉnh thanh đồng đặt trước thư viện. Chỉ thấy mấy người cô bước lên, tài năng trong cơ thể tự thành tuần hoàn, thẳng tắp đập về phía Chung Thụy. Chung Thụy nhìn thấy một màn như vậy, trái tim suýt nữa bị dọa ngừng lại. Điên rồ. Tên điên này. Cha hắn chính là Chung Lăng Phong. Tiện tỳ này dám giết hắn. Không đúng. Dường như nàng thật sự dám. Chung Thụy thầm nghĩ không tốt, cơ hồ dùng hết sức bú sữa cả đời, vừa lăn vừa bò chạy sang bên kia. Chỉ nghe thấy tiếng đông nặng nề, đại đỉnh kia cùng hắn sát vai mà qua. Chung Thụy không kịp tự hỏi thần lực của Tống Lang y, chỉ theo bản năng mà chiến đấu. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, cái chết lại gần hắn như vậy. Còn chưa đợi hắn từ trong kinh hải phục hồi tinh thần lại, hắn đã nghe được tiếng gió từng trận. Một nắm đấm xông thẳng vào mặt hắn mà đến bùng. Chung Thụy chỉ cảm thấy chóp mũi nóng lên, sau đó giống như có chất lỏng dính dính chảy xuống. Hắn sờ sờ chóp mũi, chỉ nhìn thấy một bàn tay máu tươi. Mà bên kia, Tống Lan y thấy hắn như vậy, chỉ cảm thấy buồn bực tiêu trừ hơn phân nửa. Cô dựa vào tố chất thân thể có thể so với cửu phẩm, gần như bát phẩm, đè nặng Chung Thụy đánh không thở nổi. Quyền cước như gió táp mưa xa, thân ảnh nhanh như mũi tên nhọn, cơ hồ làm cho Chung Thụy không thở nổi. Gã sai vặt bên cạnh càng gấp đến độ đỏ bừng cả mặt. Đừng đánh, các ngươi đừng đánh. Thương thế trên người thiếu gia vừa vặn, nhìn không nổi đánh nữa. Tống Lan Y dẫm lên ngực Chung Thụy, hai tay chống nạnh, hai má bởi vì vận động mà lộ ra chút hồng nhạt. Nàng nói, vết thương trên người hắn đã khỏi, vết thương trong lòng ta còn chưa khỏi đâu. Chung Thụy tên này đầu tiên là cường nạp ta làm tiểu thiết sau lại liên tục nhục mạ ta, nếu ta không thoát khỏi cơn tức này, đạo đồ của ta có trở ngại. Bạch Lộc thư viện này ai cũng là chung thủy nhà hắn mở hay sao? Dựa vào cái gì hắn muốn mắng liền mắng, muốn ghê tẩm ta liền ghê tẩm ta. Tống Lan y càng nói càng cảm thấy mình ủy khuất. Khốn kiếp. Đồ cặn bã. Nàng lại đạp chung thủy một cước, lúc này mới nói, ta là một giới nữ tử, nhưng nữ tử thì như thế nào? Người chung thủy dám ở trước mặt bách hoa thánh nhân, nói mặt cho nàng dù như thế nào cố gắng, dù là thân là thánh nhân, cũng chẳng qua là tiểu nữ tử, tương lai nhất định phải giúp chồng dạy con, câu nệ ở trong hậu viện sao. Ngôn luận bực này thật hoang đường. Thánh nhân có câu. Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cẩu. Thiên đạo vì duy trì cân bằng, cho nên đem công bằng coi là vận chuyển chuẩn tắc. Mặc dù tài năng có không đủ, nhưng đại đạo ba ngàn, tự có nữ tử có thể đi đường. Thiên đạo còn như thế, người chung thủy lấy đâu ra lá gan, nói ta bất quá là một người phụ nhân. Nói xong, Tổng Lan y cười lạnh một tiếng, như người như vậy ngu xuẩn, phía trước ba trăm năm, tiền vô cổ nhân, phía sau ba trăm năm, hậu vô la giả. si Trong đám người, không biết là ai cười ra tiếng trước. Ngay sau đó, những học sinh này cũng bất chấp phủ tham tướng sau lưng chung thủy, nhao nhao che tay áo cười rộ lên tống tiểu thư này nhìn như thanh nhã thoát tục kỳ thực ngoài ý muốn tiếp đất chung thụy mắng hắn một câu nàng liền có trăm câu có thể trào phúng chế nhạo phản bác đối phương tống lang y buông chân xuống chắp tay hành lễ với các sư huynh sư tỷ còn lại muốn bước vào bạch lộc thư viện đúng lúc này chung thụy đột nhiên từ dưới đất ngồi dậy hai má xanh tím nghiêm mặt tống lang y luận biện tài ta tà có lẽ không bằng ngươi nhưng mà ngươi chớ quên phụ thân ngươi bất quá là thiên phu trưởng phụ thân ta mới là tam phẩm tham tướng chính chính kinh hết chương này chương 8 đề này ta quen a à, bạn đang nghe tài truyện chấm audio chương 8 đề này ta quen a à. chung thủy đây là đánh không lại mắng không lại chuẩn bị gọi lão nhân ra hỗ trợ bộ sách này thật già a à. nhưng ai nói cô ấy sẽ đi theo con đường cũ. Tống Lan y nhíu mày, xoay người, lấy một quyển sách từ trong thư viện sau lưng ra. Trên đó viết bốn chữ to. Đại càng văn báo. Tống Lan y cười đến hàm súc trục trè, quên nói cho chung công tử, tiểu nữ bất tài, vừa vặn leo lên kỳ này đại càng văn báo. Theo vương gia tiết lộ, thượng vị còn muốn cho ta tu cái đạo đức đền thờ đây. Hai má nàng hiện lên một vệt đỏ ửng thoạt nhìn ngại ngùng mà ngượng ngùng, nghe nói, mục đích tu sửa đền thờ này, chính là để khích lệ nữ tử bất khuất phục tùng cường quyền như ta. Tất cả những thứ này, nhờ có chung công tử, phốc. Một ngụm máu tươi trào lên, trực tiếp phun ra từ miệng chung thủy. Một khắc hắn ngã xuống, ánh mắt còn gắt gao nhìn chầm chầm tống lan y, độc, độc phụ. Tống lang y chết tiệt. Ai có thể đem nàng thu? Đều nói chỉ có tiểu nhân cùng nữ tử khó nuôi lời thánh nhân nói quả nhiên không sai. Tống Lan Y nhìn chung Thụy ngã xuống đất, rụt trè cười cười. Không trách cô nha. Cô ấy chỉ nói vài câu thôi. Làm xong hết thảy, nàng khép thư viện lại, tiếp tục cất bước hướng bạch lộc học viện chỗ sâu đi đến. Ngay khi nàng xoay người rời đi, trước cửa học viện bạch lộc mới lén lúc xuất hiện một thân ảnh thò đầu ra. Chỉ thấy hắn gỡ khăn mặt xuống, cười nhe răng trắng, không hổ là khuê nữ của tống hãng hải ta, so với tên khốn họ chung kia còn có dũng khí hơn nhiều hai thuộc hạ bên cạnh liếc nhau không lên tiếng không biết vì sao bọn họ chính là cảm thấy tống phu trưởng khuê nữ tuyệt không giống hắn cái này mãn phu có thể sinh ra lúc này trong bạch lộc thư viện bạch lộc thư viện cửa lớn có một tôn đồng hồ mặt trời có thể căn cứ mặt trời chiếu thẳng hình chiếu đến phán đoán thời gian khi hình chiếu chậm rãi xoay tròn trùng hợp với một khắc trên đồng hồ mặt trời bên trong thư viện truyền đến một trận thanh âm thanh âm này kéo dài làm cho người ta có một loại cảm giác dễ nghe tĩnh tâm bởi vì tống lang y là thượng đầu nổi danh nữ tử cho nên đãi ngộ cũng không kém nàng vừa vặn bị phân đến giáp ban. vừa vào phòng sách liền nghe được tiếng đọc sách lanh lảnh thanh âm thiếu niên trong trẻo thỉnh thoảng còn xen lẫn anh khí nữ tử không mất đi âm sắc ôn nhu làm cho tống lang y có một loại cảm giác mộng hồi trung học cô khiêm tốn đi vào phòng học, tìm một nơi hẻo lánh ngồi xuống. Bất quá đã lâu, phu tử liền cầm một sấp giấy thật dày đi vào. Mặt chữ quốc phu tử, làn da hơi đen, bước đi long hành hổ bộ, rất có một loại khí khái của người trong quân ngũ. Hắn nhìn như đảo mắt, kỳ thực khi nhìn về phía Tống Lan Y, ánh mắt hơi dừng lại. Hắn thấy Tống Lang Y mới vào học đường, không có quan hệ thân thiết với người chung quanh, mà cúi đầu nghiêm túc nghiên cứu kinh nghĩa ấn tượng đối với nàng càng tốt hơn một chút. Phu tử mặt đen ho khan một tiếng, chờ tiếng đọc sách ngừng lại mới nói, hôm nay trước khi bắt đầu học, có hai chuyện muốn nói. Thứ nhất, tuần trước tùy đường kinh nghĩa đã phê sửa xong, trong đó có một hạng A, 13 hạng B về phần bên dưới, ta không nói nhiều. Chỉ là ta muốn nhắc nhở các ngươi một lần nữa, nơi này là Bạch Lộc thư viện, không phải địa phương khác, nơi này là trong thư viện tốt nhất giáp bang, ngươi không tiến vào ngươi không cố gắng ở bên ngoài như thường có bó lớn bó lớn người chen vỡ đầu đều muốn tiến vào nói xong hắn mới khí hóa sợi tơ đem từng cái từng cái ấn đầy thành tích xếp hạng điểm số phân phát đến trong tay mỗi người tổng lang y thấy thế không khỏi đáy lòng kinh hô huấn luyện viên đề này ta quen a à? đây không phải là điểm thi cấp 3 sao thành tích xếp hạng gì đó cơ hồ trong nháy mắt khiến dna của tống lan y cũng bắt đầu nhảy lên ta mặc dù không có tiếng quá cao võ thế giới học viện nhưng cũng là toàn bộ trồng hoa gia hơn một ngàn vạn dặm người chém dết đi ra đứng ở kim tự tháp đỉnh cao cái kia bộ phận người a nói học tập vẫn là loại học tập theo chế độ lớp chế độ xếp hạng này lập tức khơi dậy lòng háo thắng của cô ánh mắt phu tử mặt đen đảo qua học viện phía dưới chú trọng dừng lại giữa mấy nữ học viên dường như ám chỉ vì sao trong nhiều thánh nhân như vậy, khổng thánh có danh tiếng lớn nhất. Chờ các ngươi học được nho gia kinh nghĩa nhiều, tự nhiên sẽ hiểu. Nho đạo, minh bản tâm, chính lễ nghi, định tam cương, luận ngũ thương. Thánh nhân chi đạo, ngay trong những việc nhỏ tiện tay có thể thấy được này. Chờ nghị luận trong đám học sinh dần dần lắng xuống, phu tử mặt đen lại nói, đương nhiên, bởi vì vấn đề hạn chế tài năng, nữ tử trời sinh không chiếm ưu thế trong thi tự nho đạo cho nên nơi này phải nói đến chuyện thứ hai. Học sinh phía dưới nghe mà ngứa ngáy khó nhìn, cũng không dám lên tiếng nhiều, chỉ có thể dương mắt nhìn phu tử. Ta bạch lộc thư viện, sở dĩ có thể trải rộng đại càng vương triều mỗi một gốc, một trong số đó là có thánh nhân ủng hộ. Thứ hai, chính là có Sơn Hải Kính ở đây. Sơn Hải Kính Tống Lan Y trong đầu, cái thứ nhất nhảy ra, chính là ở tại Bạch Lộc Thư Viện trên mặt gương đồng. Những học sinh còn lại khi nghe đến sơn hải kính cũng không khỏi ngồi thẳng người trong sơn hải kính hàm chứa các đạo căn cứ ngươi lựa chọn trong sơn hải kính sẽ xuất hiện khảo nghiệm bất đồng quan trọng nhất mỗi khi ngươi vượt qua thử thách sơn hải kính sẽ thưởng cho ngươi một phần thưởng khác nghe đồn nếu vượt qua được cửa ải cuối cùng thiên đạo sẽ thưởng cho thiên tứ châm ngôn thiên tứ châm ngôn cái quái gì thế Phu tử tự hồ nhìn ra lòng hiếu kỳ của đông đảo học sinh, nhưng hắn chỉ vuốt vuốt chòm râu, cố ý không nói gì. Điều này cũng dẫn đến một ngày sau khi giảng xong, một đám học sinh ngay cả cơm cũng không kịp ăn, vội vàng, vàng 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 hướng chỗ Sơn Hải Kính đi đến. Còn chưa đi tới trước mặt thần vật, Tổng Lan Y đã nhìn thấy một tấm hoàng bản được dán ở chỗ cao. Hạng nhất Ban B, đậu tịch viên, qua hai cửa. Hạng hai Ban B, vương tăng, qua hai cửa. Những người còn lại trên bảng, cơ hồ đều là chỉ qua một cửa. Tống Lang Y nhìn tên đệ nhất, ngược lại có chút kinh ngạc. Sóc bắt khổ hàng, ít có nữ tử, càng ít có đưa vào thư viện nữ tử, có thể ở trong thư viện, lấy được kiêu nhân thành tích, càng là số ít. Nữ tử không thể học tập kinh nghĩa, mà những thứ khác. Thư viện tiên sinh lại không chịu trách nhiệm dạy. Trừ phi giống như nàng mở treo, nếu không chỉ có thể tự học, nàng đang suy nghĩ đột nhiên thấy đội ngũ trước mắt phân ra hai bên đám người chậm rãi thối lui một vị linh lung nhuyễn giáp bên người cầm trong tay một thanh trường thương bước đi sợi tóc hơi phất động một nữ tử tư thế oai hùng hiên ngang đi nhanh về phía nàng ngươi là tống lang y chỉ thấy nàng nhướng mày hỏi tống lang y đánh giá thần sắc của những người xung quanh trong lòng dâng lên một suy đoán cô cười một tiếng cũng hỏi ngược lại anh là đậu tịch viên. Sau đó, hai người đều nở nụ cười, trăm miệng một lời nói, đúng vậy. Đậu tịch viên thấy Tống Lan Y làm việc hào phóng, không khỏi có chút hảo cảm, nàng ngăn bả vai Tống Lan Y, đi đi, sư muội hôm nay ta dẫn muội đi xem Sơn Hải Kính trước. Nói xong, nàng còn nhéo bả vai Tống Lan Y, vừa đi vừa nói, sư muội ngươi vẫn quá gầy. Ta ngày thường làm nhiệm vụ ở quân Bình An, đến lúc đó đưa cho ngươi chút thịt bò con gái, phải mượt mà mới đẹp. Hôm nay thứ hai canh, xong ngày mai gặp, hết chương này. Chương 9 Ban thưởng, mắt sáng như đuốc. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 9 Phần thưởng Ánh mắt sáng như lửa nghe đậu tịch viên lại nhảy trong lòng Tống Lan Y có chút buồn cười. Vốn cho rằng người này mày rậm mắt to, giống như là một ngự tỷ, không nghĩ tới bên trong lại là một lão mụ tử nàng cười nói, mang thịt bò thì không cần, tốn kém lắm. Ách! Kỳ thật cũng có thể không tốn kém. Đậu tịch viên có chút ngượng ngùng. Hả? Nghe nói. Trên tay sư mùi có một loại thuốc, có thể nhanh chóng cầm máu sinh cơ. Tống Lan Y vẻ mặt, ngạc nhiên, sư tỷ, ngươi thật không phúc hậu a, à, ta cho rằng ngươi coi trọng ta, không ngờ lại coi trọng thuốc của ta. Đậu tịch viên đang định nói gì thì nghe Tống Lan Y nói. Đã như vậy, ta chỉ có thể. Tiếp nhận thôi. Đậu tịch viên nghe vậy, tâm tình như ngồi tàu lượng siêu tốc. Thẳng đến nghe được cuối cùng, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, mừng rỡ dưới, nhìn không được một cái tác vỗ vào tống lan trên vai áo, hảo sư mùi, sư tỷ quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Ngao! Tống lan y cảm giác bộ phận bị chụp kia, da thịt trong nháy mắt liền đỏ lên. Nàng u oán nhìn đầu tịch viên, sâu kín nói: "Sư tỷ, đợi mới cửu phẩm." Đầu tịch viên cười mỉa: "Sư tỷ là người thô lỗ, sư muội chớ trách, chớ trách." Ngoài miệng nói như vậy, đầu tịch viên trong lòng không khỏi tự nói: "Sư muội này thật sự là một diệu nhân chung linh dục tú a." À. Lúc ngẩng đầu giận dữ, hơi có chút non nớt phong tình, ngay cả nàng nữ tử này cũng cam bái hạ phong cũng không biết lão thất phu tống hãng hải kia rốt cuộc là như thế nào sinh ra khuê nữ như vậy cùng lúc đó tống lang y cũng đang đánh giá mặt sơn hải kính này chỉ thấy sơn hải kính chiếu ra một mảnh hư ảnh ánh sáng tụ tập cùng một chỗ cuối cùng chiếu lên người tống lang y nàng chỉ cảm thấy trước mắt vừa hoa thân hình đã đến một thế giới khác nơi này là một mảnh đồng cỏ rộng lớn nơi thị lực có thể nhìn thấy mơ hồ có thể nhìn thấy mảng lớn cây cối sum suê núi non nhấp nhô liên miên mơ hồ có tiếng hổ gầm lộc kêu vang lên tống lan y xuất phát từ góc độ chuyên nghiệp liếc mắt một cái đã thấy được rất nhiều cỏ cây có thể dược dụng cổ quái chính là cỏ cây nơi này phần lớn là dùng để cầm máu sinh cơ tiếp theo chính là tác dụng gây mê trấn tĩnh cái gọi là chuyện xảy ra khác thường tất có yêu lại bởi vì phòng ngừa chu đáo mà cân nhắc tống lan y một đường đi một chút dừng một chút sưu tập không ít dược liệu đợi đến khi đi được nửa đường vẻ mặt nàng đột nhiên cảnh giác cả người căng thẳng trong không khí bay tới một mùi máu tươi nhàn nhạt đúng lúc này bên tai tống lang y truyền đến một thanh âm ngươi muốn đi về phía trước nhưng lúc này lại đột nhiên ngửi thấy một cổ mùi máu tươi lòng hiếu kỳ khiến ngươi không tự chủ được hướng khí tức này ngọn nguồn đi đến tống lang y phát hiện hai chân mình không tự chủ được đi về phía bụi cỏ bên trái cô quả thực một đầu dấu chấm hỏi đây là cưỡng chế kích phát nội dung vở kịch. Nàng dần dần tới gần một bụi cỏ, chợt nghe thấy tiếng thở hỗn hển giống như thú vật. Cùng lúc đó, mùi máu tươi càng ngày càng nồng đậm. Nàng bị ép, xốc bụi cỏ lên nhìn, lại phát hiện nơi này chất đống thi thể yêu mang, trên bụi cỏ, rải rác từng đống xương trắng, thỉnh thoảng còn có khối thịt phím huyết hồng cơ bắp. Mà ở bên kia, có một đầu màu xám lông thú cự lan ngã trên mặt đất, ở bụng của hắn, có một chỗ máu tươi đầm đìa lỗ thủng nhìn qua cực kỳ dọa người cũng may bộ ngực cự lan mơ hồ phập phồng thoạt nhìn còn chưa chết lúc này thanh âm bên tai lại vang lên ngươi đẩy bụi cỏ ra phát hiện một đầu mạng treo một đường lan yêu ngươi có hai lựa chọn thứ nhất lo liệu chúng sinh bình đẳng lý niệm chân thành của đại y cứu trị đầu lan yêu này hai ngươi không ân không oán với đầu lan yêu này lựa chọn làm như không thấy rời khỏi nơi đây Lúc này, ngươi lựa chọn. Vừa dứt lời, Tống Lang y liền cười lạnh từ sau lưng móc ra một cây quốc thuốc, đập mạnh về phía Lang Yêu. Ta lựa chọn. Góc cùng. Không biết có phải là ảo giác của Tống Lang y hay không, thanh âm bên tai ngừng rất lâu. Cho đến khi Lang Yêu kia bị một búa đập đến đứt hơi, thanh âm này mới vang lên. Lang Yêu này cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao phải lựa chọn giết chết hắn? Tống Lan Y sau khi nghe nói như thế, ngược lại nở nụ cười, khi nào, giết yêu mang, cũng cần có oan có cừu, mới có thể giết. Nói xong, nàng chỉ một ngón tay, chỉ về phía đống xương trắng chồng chất kia. Chỉ thấy Tống Lan Y đến gần đống xương trắng, giơ tay lấy ra một cây xương trắng. Xương này nhất thể hai đầu, gần bên mở rộng, hướng hai bên nhô ra thành mắt cá chân trong và ngoài. Chiều dài ước chừng khoảng 12 tấc. Khối xương này, là xương ống chân của nam tử trưởng thành. Mà căn cứ vào vết cắn trên xương ống chân, lại có thể ăn khớp với con sói xám này. Hiện tại, ngài cảm thấy tôi có nên giết con sói yêu này không? Ta không phải người cực kỳ bài xích yêu mang, nhưng ta tuyệt đối không thể tiếp nhận yêu mang ăn thịt người. Mong quyết định lập trường, lập trường quyết định tư duy. Đừng nói cái gì yêu mang ăn thịt người, là bởi vì người cũng ăn yêu mang. Tống Lang Y là nhân tộc vậy nên nói chuyện trên lập trường của nhân tộc. Trầm mặt hồi lâu. Trong không gian đột nhiên truyền đến thanh âm vô cơ chất, hoàng mỹ thông qua cửa thứ nhất, thưởng thêm thần thông. Mắt sáng như đuốc. Mắt sáng như đuốc. Nâng cao năng lực thấy rõ trên diện rộng, có thể phân biệt yêu mang có giết người hay không. Yêu mang nếu giết người, thì bên cạnh thân thể sẽ xuất hiện hồng quang nhàn nhạt. Tống lang Y chỉ cảm thấy trong mắt hơi ướt ác, khi mở mắt ra, phát giác cả mảnh thiên địa dường như không giống nhau, ngay cả bọ rùa trên một mảnh lá cỏ trên dãy núi xa xa, nàng cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. tổng lang y theo bản năng quay đầu nhìn con sói yêu đã chết kia. quả nhiên, quanh thân Lan yêu có một tầng hồng quan nhàn nhạt quanh quẩn. đây là thứ tốt a. À. bên ngoài tất cả mọi người trong mông nhìn sơn hải kính, nhưng đầu tịch viên đứng ở phía trước, bọn họ không dám nhúc nhích lớp giáp ất của học viện, là căn cứ vào điểm số cao thấp của sách luận kinh nghĩa mà phân. Nhưng cũng không phải dựa vào thực lực để phân chia. Đậu tịch viên này gia nhập quân Bình An đã 7-8 năm, ở Bạch Lộc Thư Viện, gần như có thể gọi là một bá chủ. Hơn nữa nàng có thể vào Bạch Lộc Thư Viện, sau lưng cũng có chỗ dựa vững chắc. Thật khiến cô nóng nảy, cho dù là chung thủy cũng phải lùi ra sau ba thước né tránh. Đúng lúc này, hoàng bản đột nhiên không có gió mà động. Học sinh phía dưới nhau nhau kinh hô, ra chữ rồi, ra chữ rồi. Chung Thủy đứng ở một bên, sắc mặt dữ tận khó coi. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, tổng lang y độc phụ này có thể lấy được thành tích gì. Đúng lúc đó, một tiếng kêu kinh ngạc từ đám đông truyền đến. Hả? Chung Thủy sắc mặt vui vẻ, muốn quay đầu. Tôi đã nói, cô ấy là một phụ nữ. Lời nói văn đến bên miệng, sắc mặt Chung Thủy ngưng tụ nhìn chầm chầm vào hàng chữ trên hoàn bản chỗ cao nhất đệ nhất danh giáp bang tổng lang y qua một cửa tổng lang y đệ nhất danh chung thụy chỉ cảm thấy đầu ván mắt hoa phút chốc hắn đem ánh mắt đặt ở cuối ba chữ qua một cửa hắn giật mình một cái điều này không có khả năng điều này tuyệt đối không có khả năng tổng lang y chỉ thông qua một cửa bài danh làm sao sẽ ở phía trên cùng chung thụy vốn tưởng rằng khi hắn nói ra lời như vậy về sau bạch lộc học viện người nhiều ít đều sẽ hoài nghi tống lang y ai ngờ bọn họ đều quay đầu lại dùng ánh mắt thương hại kỳ dị nhìn về phía chung thụy đậu tịch viên lại càng không quen chung thụy trực tiếp cười lạnh nói chung thụy ngươi chẳng lẽ là mỗi ngày đấu gà chạy chó đều quên sơn hải kính xếp hạng quy tắc chung thụy sửng sốt cái gì bản xếp hạng hoàn bản của sơn hải kính là căn cứ vào điểm số cụ thể của mỗi cửa mà định ra Tống sư mùi chỉ qua một cửa là có thể đoạt được vị trí đầu bản, điều này chỉ có thể nói rõ khi xử lý cửa thứ nhất phương pháp nàng sử dụng cực kỳ hoàn mỹ chung thụy hắn chỉ cảm thấy trên mặt giống như bị người tác một cái đau rát cũng may tất cả mọi người chú ý đồng tĩnh trên hoàn bản cũng không có quá nhiều chú ý chung thụy muộn rồi muộn rồi mau lên Hết chương này. Chương 10 Cuối cùng là cái gì hổ lan chi từ? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 10 Đây đến tột cùng là cái gì hổ lan chi từ? Bên trong sơn hải kính. Thân tống lan y ở trong một không gian thuần trắng. Trong không gian, lơ lửng từng tấm hình thảo dược. Tống lan y căn cứ vào thanh âm bên tai đưa ra yêu cầu, cần trong vòng ba hơi thở, tìm được vật tương sinh tương khắc đối ứng với thảo dược nếu không có nền tảng trí nhớ mười mấy năm trước, cùng với trí nhớ học tập trong khoảng thời gian này, Tống lang Y thật đúng là không có khả năng chống đỡ đến bây giờ. Chỉ là trong hình ảnh thảo dược mênh mông như biển khói này, cô hơi chần chừ, liền tuyên bố thất bại. Tống lang Y nhìn điểm số thật lớn trong không gian. 55 Trong nháy mắt này, cô ngẩn người, sau đó vẽ mặt âm tịnh bất định. Cái gì? Điểm tối đa 100, nàng cư nhiên mới 55 chết tiệt. Quả nhiên cô vẫn còn quá non nớt sao? Đứng tại chỗ nghĩ lại một lát, Tống Lan Y thu hồi biểu tình trên mặt, thở ra một hơi thật dài, thần sắc lại trở về bình tĩnh. Hôm nay là ta học nghệ không tin, điểm tối đa 100, ta ngay cả hợp cách cũng không có, thật sự đáng xấu hổ. Qua vài ngày nữa, ta nhất định thử lại. Nói xong, cô xoay người liền lo gút. Chỉ là sau khi nàng đi, chỉ trong chốc lát, trong hư không truyền đến một trận thanh âm nghi hoặc. Có phải cô ấy không biết? Điểm tối đa là 70 điểm. Còn nữa, phần thưởng này. Nên làm thế nào cho phải? Vừa dứt lời, trong không gian lại truyền đến từng trận tiếng cười buồn bực. Tiếp theo, một giọng nữ vang lên, nàng không phải chuẩn bị thử lại sao? Nếu lần sau thành tích tốt hơn, đổi thần thông mới cho nàng. Bên ngoài. Tống Lan Y lại xuất hiện trước hoàng bản. Đậu tịch viên cười tủm tỉm ông vai nàng. Sư muội cảm giác thế nào? Tống Lan Y khẽ thở dài một hơi, thần sắc thành khẩn chân thành tha thiết, ta học nghệ không giỏi, ngược lại vì chúng sư huynh sư tỷ mất mặt. Bất quá càng nhiều lần bại, càng phải càng đánh càng dũng. Đậu tịch viên Đông đảo sư huynh sư tỷ Đây đến tột cùng là từ hổ lan gì? Em gái, em đã đứng đầu bản rồi, cái này còn gọi là mất mặt. Vậy bọn họ những người này đến tột cùng tính là cái gì? Nếu không có biểu tình của Tống Lan y quá thành khẩn, bọn họ còn tưởng rằng tiểu sư muội này đang chế nhạo bọn họ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía tấm hoàng bản không gió phất phơ kia, trong lòng phức tạp khó tả. Tống Lan y chỉ cảm thấy không khí xung quanh có chút kỳ quái, nàng nhìn về phía hoàng bản cô theo bản năng tìm kiếm thứ hạng của mình, kết quả càng xem càng nghi hoặc. Tốt xấu gì cô cũng thông qua một cửa, tuy rằng thành tích không lý tưởng, nhưng sao còn chưa bị treo trên bảng xếp hạng. Kết quả ngẩng đầu, lơ đảng thoáng nhìn. Được rồi. Đứng đầu danh sách. Tống Lan y rốt cuộc biết vì sao không khí lại quỷ dị như vậy. Nàng nhìn những sư huynh sư tỷ này, ngượng ngùng cười, sư huynh, sư tỷ. Nếu như, ta là nói nếu như nếu như ta vừa mới nói là vô tâm chi thất đâu chúng học sinh cả giận nói cút đi hừ bị đánh trúng tống lan y ho khan hai tiếng coi như không có chuyện gì phát sinh đã như vậy sư muội ta đi trước một bước chư vị sư huynh sư tỷ ngày mai gặp lại nàng phất ống tay áo chạy chậm rời đi không mang theo một đám mây một giây sau đậu tịch viên đột nhiên nghĩ tới điều gì vội vàng đuổi theo tống lang y sư muội đừng quên bột cầm máu và sinh cơ hoàng lúc này mặt trời lặn dần sau khi đem bột cầm máu và sinh cơ đang thường chuẩn bị trong nhà giao cho đậu tịch viên tống lang y mới thở phào nhẹ nhõm tối nay tống hãng hải có việc quan trọng trong người cho nên trong nhà chỉ có tôi tớ và tống lang y cũng may loại chuyện này thường xuyên xảy ra mọi người cũng tập mãi thành thói quen cho nên sau khi Tống Lan y cơm nước xong, ôn tập một hồi kinh nghĩa hôm nay học được, sau khi rửa hương hương, liền nằm ở trên giường. Bất quá vài giây, cơ hồ là dính vào gối đầu, liền truyền đến bằng phẳng kéo dài tiếng hít thở. Đúng lúc này, Tống Hãn Hải đang phi tinh đái nguyệt chạy về nhà. Hắn đứng ở cửa, đứng ở cửa nghiêng tai lắng nghe. Không bao lâu, trong mắt hắn liền ẩn chứa hơi nước tràn ngập. Một cái râu ri xồm xoàm đại hán, sửng sốt đỏ bừng hai mắt nhà ta ngoan nữ vừa nhìn chính là đi học đường vất vả bình thường giờ này nàng còn đang đọc sách kết quả bây giờ lại dính vào gối đầu liền ngủ quản gia có chút bất đắc dĩ hắn đã sớm biết tiểu thư hôm nay đi học viện làm đại sự kinh thiên động địa gì hắn cân nhắc chốc lát cố ý nói vậy lão gia nếu không không cho tiểu thư đi thư viện kia dứt lời tống hãng hải lại khịt mũi hung tận nói, lên. Nhất định phải lên. Hiện giờ vương triều đại càng này, nhìn như là cảnh thái bình, nhưng ai biết cảnh thái bình này có thể duy trì được bao lâu. Nếu thật sự có loạn thế đến, khi đó, chuyện đồng thất thao chiến, huynh đệ đang xen vô số kể, bên ngoài lãnh thổ quốc gia, còn có yêu mang ăn thịt người, ta sợ. Ta không bảo vệ được nàng, tự như chuyện con trai tham tướng lần này. Ta muốn làm phụ thân cưng chiều nàng, nhưng là cái thế đạo chó má này không cho phép ta làm như vậy nói xong tống hãng hải liền đỏ hốc mắt xoay người rời đi quản gia thấy thế vội vàng chạy theo vội la lên lão gia đã trễ thế này ngài còn muốn đi đâu tống hãng hải buồn bực luyện võ không gian mộng cảnh không biết có phải là ảo giác hay không tống lan y luôn cảm thấy nàng ở trong mộng cảnh không gian học tập hiệu suất cực cao bản thân nàng trí nhớ liền vô cùng tốt tại không gian gia trì hạ những câu này tối nghĩa kinh văn dược điển thường thường xem qua hai lần liền có thể khắc ghi trong lòng nhưng mà càng là như thế nàng chẳng những không có đắc ý vênh váo ngược lại càng thêm cẩn thận chăm chỉ nàng tống lan y học tập hoàn toàn dựa vào cố gắng cũng không mở treo không gian mộng cảnh khởi động bên kia dược thánh cảm ứng được không gian triệu hoáng tìm một chỗ an toàn, chậm rãi nhắm mắt lại. Mấy ngày nay, hắn cũng thói quen ở ban đêm trong mộng cảnh, cho vị tiểu đệ tử kia học thêm sinh hoạt. Nói thật, vừa mới bắt đầu có thể còn có chút không tình nguyện, dù sao hắn cũng là tráng đinh bị bắt đi. Cho nên ngay từ đầu dậy, hắn cũng là trạng thái bán qua loa. Thế nhưng dạy dỗ, hắn liền phát hiện, tiểu đệ tử này ngộ tính cao, trí nhớ tốt, hơn nữa tiểu đệ tử miệng ngọt, Mỗi lần gọi người đều là một ngụm một cái, lão sư. Năm trọng tháng dài, ngược lại có thêm chút chân tình. Hôm nay, hắn liền chuẩn bị xuất ra một ít bản lĩnh thật sự, mang tiểu đệ tử hảo hảo nhìn xem dược đạo bản lĩnh. Dược đạo. Không chỉ có dược phẩm. Chương trước nhiều hơn mấy chữ, bởi vì gửi quá gấp gáp, không chú ý, xin lỗi ha. Không ảnh hưởng đến việc đọc ngày mai gặp lại, hết chương này.